Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 46. Phong Lang cùng Ảnh Phong đều có thể nắm giữ chiến hồn thứ hai, bản thân nắm giữ chiến hồn thứ ba có phải cũng có khả năng hay không? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tăng tốc tốc độ, thời gian không đến nửa canh giờ, cửu phẩm kim nhãn thần ưng trong thể nội Ảnh Phong liền ngưng tụ thành hình, hét dài một tiếng, toàn bộ hồn hải Ảnh Phong đều run lên. Ta cũng thử xem. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, tâm thần dẫn ra tỏa hồn châu, tùy ý chọn một cái bóng mờ liền bắt đầu luyện hóa. Thành, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn hải trên không vậy mà liền xuất hiện một cái vòng xoáy hồn lực to lớn, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, vòng xoáy hồn lực so với vòng xoáy hồn lực của Ảnh Phong cùng Phong Lang không sai biệt lắm. Nếu như cùng vòng xoáy hồn lực U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn so sánh lại kém hơn không ít. Hơn nữa, vòng xoáy hồn lực hiện lên ở phía dưới vòng xoáy vô tận chiến hồn nhìn qua liền tựa như vô tận chiến hồn sinh ra một cái vòng xoáy hồn lực nhỏ. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, vòng xoáy hồn lực nhỏ, nhận chế ước vô tận chiến hồn cùng tỏa hồn châu. Kể từ đó, vậy ta há không phải vô luận như thế nào đều chỉ có hai chiến hồn. Chỉ là nhiều thêm một vòng xoáy hồn lực mà thôi. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn khá là thất vọng. Nguyên bản hắn còn để bản thân sinh ra chiến hồn thứ ba, bất quá bây giờ nghĩ tới là không có khả năng, trừ phi cái vòng xoáy hồn lực có thể tránh thoát trói buộc vô tận chiến hồn cùng tỏa hồn châu. Không đúng. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu lóe qua một tia sáng, tâm niệm vừa động, sau lưng hắn đột nhiên hiện lên một thân ảnh to lớn. Đó là một đầu giao long dài 30 trượng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ, chung quanh sương mù tràn ngập tựa như mây mù, hồn thú này tên là Xích Diễm Vân Long. Xích Diễm Vân Long chiếm cứ xung quanh Tiêu Phàm, đem gian phòng nhồi đầy, nếu như không phải hồn giới ngăn cản, có lẽ đã sớm xông phá trói buộc phòng ốc, người bên ngoài khẳng định sẽ nhìn thấy thân ảnh Xích Diễm Vân Long. Tâm thần khẽ động, Xích Diễm Vân Long trong nháy mắt biến mất. Tiêu Phàm khóe miệng cũng hiện ra một nụ cười, nói, mặc dù không tính là chiến hồn thứ ba nhưng ta có thể điều động lực lượng nó, cùng điều động lực lượng chiến hồn giống nhau như đúc. Kể từ đó, ta về sau coi như không dám thi triển lực lượng vô tận chiến hồn cũng có thể điều động chiến hồn Xích Diễm Vân Long, lại tăng thêm năng lực U Linh chiến hồn biến ảo, ta há không phải nắm giữ hơn vạn loại chiến hồn. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng. Trước khoảnh khắc giết trên vạn người. Mặc dù không để cho tỏa hồn châu thôn phệ chiến hồn bọn hắn nhưng U Linh chiến hồn không có buông tha, hắn giờ phút này có thể để cho U Linh chiến hồn tùy ý biến hóa chiến hồn khác. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới thu liễm tâm thần, bình tĩnh suy nghĩ, thật sự là tỏa hồn châu mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Sau đó Tiêu Phàm đưa tay một chút, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người hôn mê đột nhiên mở hai mắt, bỗng nhiên đứng dậy. Cảm thụ một chút, cảm thấy thế nào? Tiêu Phàm cười cười nói. Ảnh Phong cùng Phong Lang gật đầu, hai người cảm giác bản thân có chút không thích hợp, về phần chỗ nào không thích hợp liền nói không lên lời, sau đó hai người tâm thần đồng thời chìm vào bên trong hồn hải. Sau một khắc, hai người tất cả đều trừng lớn hai mắt, bọn hắn chấn kinh tới cực điểm, si ngốc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng khó mà bình phục. Thế nào, có hài lòng không? Tiêu Phàm cười cười. Hài lòng, rất hài lòng. Hai người ngây ra như phỗng, đầu như là gà con mổ thóc. Đâu chỉ hài lòng, đơn giản liền không có cái gì có thể so với cái này, không chỉ bát phẩm chiến hồn thuế biến thành cửu phẩm chiến hồn, hơn nữa còn thêm một cái chiến hồn, cái này khiến trong lòng bọn hắn như thế nào không hài lòng. 3. Ảnh Phong hung hăng tát một cái vào mặt, không khỏi nói tục nói, mẹ nó, không phải nằm mơ, lão tử về sau cũng là người nắm giữ song sinh chiến hồn. Ta có thể cũng tát ngươi một cái hay không? Phong Lang hết sức trịnh trọng nhìn Ảnh Phong nói. Lang ca, làm gì? Ảnh Phong một mặt không hiểu. Ta cũng muốn chứng minh bản thân không phải đang nằm mơ. Phong Lang cười nói, lâu như vậy đến nay bọn hắn cơ hồ không thấy Phong Lang cười thật tâm như vậy, cái này tuyệt đối là lần thứ nhất. Ảnh Phong vội vàng lui ra phía sau mấy bước, hắn thực sự tin tưởng Phong Lang sẽ đánh hắn một cái. Đa tạ công tử. Đột nhiên, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người cúi đầu nói. Giữa huynh đệ cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, việc này các ngươi không nên để cho người thứ tư biết rõ. Tiêu Phàm đầu tiên là cười một tiếng, sau con ngươi lại trở nên lạnh lùng,
ngày mai chúng ta tham gia Nam vực đại bỉ, hai người các ngươi mang theo Tiểu Kim, Tiểu Minh, còn có Vân Khê cùng Lục Vũ rời đi, các ngươi vừa nãy tiến đến, nên biết rõ phương pháp rời đi. Là Vô Tuyệt huynh đưa chúng ta đến, hắn không có nói cho ta phương pháp rời đi. Ảnh Phong lắc lắc đầu nói. Ta biết. Lúc này, Phong Lang lại mở miệng nói, ngữ khí có chút lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, công tử, có phải sẽ có xảy ra chuyện lớn hay không? Nếu như là dạng này, ta lưu lại giúp ngươi một tay. Ta biết các ngươi quan tâm ta, nhưng nói câu không dễ nghe, thực lực các ngươi hiện tại còn quá yếu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, Phong Lang cùng Ảnh Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn không thể không thừa nhận Tiêu Phàm nói, cho dù là hiện tại, bọn hắn thực lực có thể so với Thánh Thành Bát Tuấn, mà ở trước mặt Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể mạnh lên. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai người bả vai nói, các ngươi mang theo Tiểu Kim về Đại Yến Vương Triều, đợi Nam vực đại bỉ xong ta sẽ về tìm các ngươi, đến thời điểm ấy huynh đệ chúng ta lại chiến thiên hạ, đúng rồi Ảnh Phong, có đồ vật tặng cho ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vung ra một thanh kiếm, đúng là hắn trong tay sở không có được Trảm Không Kiếm, bất quá giờ phút này, Ảnh Phong lại không cao hứng bao nhiêu, nắm chặt Trảm Không Kiếm. Phong Lang một trận trầm mặc, hồi lâu, Phong Lang mới gật gật đầu nói, được, công tử chưa bao giờ thất hứa, hy vọng lần này ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bằng không mà nói, tương lai Phong Lang ta có một ngày, nhất định sẽ huyết đổ vô song Thánh Thành. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế cường đại từ trên người Phong Lang nở rộ ra, sát khí đáng sợ khiến Tiêu Phàm một trận kinh hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, cách mấy tháng, Phong Lang cùng Ảnh Phong đến cùng trải qua cái gì. Yên tâm, Tiêu Phàm ta chưa bao giờ nuốt lời. Vô song Thánh Thành, còn không làm gì được ta. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói ra. Hắn Tiêu Phàm sẽ không chết ở chỗ này, hắn không chỉ muốn dẫn tiểu ma nữ đi, còn muốn tìm phụ mẫu và gia gia. Càng là muốn tìm Diêm La Phủ báo thù. Hai người gật gật đầu, sau đó Phong Lang đột nhiên lại nói ra, công tử, ta trước tiên có phương pháp rời đi vô song Thánh Thành nói cho người biết. Nháy mắt đã trôi qua mấy canh giờ, Tiểu Kim, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn ở trong sân lẳng lặng chờ đợi Tiêu Phàm, giờ phút này, màn đêm đã buông xuống. Lục bá bá, người yên tâm, Tam Ca nói lời giữ lời, hắn khẳng định có thể chữa tốt cho người. Quan Tiểu Thất an ủi Lục Vũ nói. Lục Vũ mặc dù đổi một bộ quần áo nhưng trên người vẫn chăm lỗ mủ đau nhức như cũ, nhìn qua mà giật mình, loại thống khổ này có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Bất quá Lục Vũ tựa như đã sớm quen thuộc, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, dù là đau thì tính được gì đây. Nghe được Quan Tiểu Thất nói, Lục Vũ gật gật đầu, vừa nãy chuẩn bị nói cái gì, lúc này, Tiêu Phàm cửa phòng mở ra, hai đạo bóng người đi ra. Ảnh Phong, Phong Lang, các ngươi, cảm thụ được Ảnh Phong cùng Phong Lang có biến hóa, trong mắt Bàn Tử lóe lên vẻ kinh dị. Ảnh Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Vũ nói, Lục tiền bối, công tử nói để ngươi vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái liền đến ngày thứ hai. Trên quảng trường Hạ Trọng Thiên Chiến Hồn Điện sớm đã đông nghìn nghịt người, hôm nay diễn ra một sự kiện lớn, chính là ngày bắt đầu Nam vực đại bỉ. Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào vô song Thánh Thành đã qua dòng dã một tháng, trong một tháng này, bởi vì Tiêu Phàm đến, vô song Thánh Thành cũng phát sinh quá nhiều sự tình. Thậm chí, nguyên nhân bởi vì Tiêu Phàm, giới Nam vực đại bỉ đều phát sinh biến hóa rất lớn, không chỉ là người Chiến Hồn Điện có thể tham gia, người Tam Cung Tam Các cũng có thể tham gia. Cho nên, so với Nam vực đại bỉ giới trước, lần này nhân số nhiều hơn khá nhiều. Quảng trường đủ để dung nạp trên vạn người lộ ra thập phần chen chúc. Lần này Nam vực đại bỉ so giới trước náo nhiệt hơn rất nhiều à, Thánh Thành Bát Tuấn cùng Tứ Kiều đều tham gia. Cũng không chỉ là náo nhiệt hơn rất nhiều, mà còn tàn khốc hơn rất nhiều, kịch liệt hơn rất nhiều, không biết có bao nhiêu người cuối cùng có thể sống sót nữa. Nghe nói Tiêu Phàm chỉ có được hạng nhất Nam vực đại bỉ mới có thể được Chiến Hồn Điện tiếp nhận, việc này không phải dễ dàng đâu. Có ít người là tự tìm đường chết mà thôi, Chiến Hồn Điện chủ động mời hắn, hắn không gia nhập, hiện tại ngược lại tốt, hắn rốt cuộc lại cầu Chiến Hồn Điện. Nếu như hắn thật có thể được hạng nhất, đoán chừng Chiến Thần Điện đều có thể chủ động mời hắn, Lăng gia tự nhiên không dám, hắn gia nhập Chiến Hồn Điện đã không còn trọng yếu.
đám người ngươi một lời ta một câu, khắp nơi đều đang nghị luận sự tình Tiêu Phàm, quả thực là những ngày qua Tiêu Phàm náo ra động tĩnh quá lớn, cả tòa Vô Song Thánh Thành cơ hồ không ai không biết danh tự Tiêu Phàm. Bất quá, rất nhiều người vẫn là một bộ xem kịch vui, bọn hắn rất muốn nhìn xem Tiêu Phàm sẽ có kết cục như thế nào. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đối với Tiêu Phàm thập phần khinh thường, trong con mắt của bọn họ, vẫn chỉ có Thánh Thành Bát Tuấn. Dù sao rất nhiều người không có thấy tận mắt thực lực Tiêu Phàm, chỉ là nghe nói qua tên hắn mà thôi. Các ngươi nhìn, kia không phải Diệp Lâm Trần sao? Hai người bên cạnh hắn là ai? Cái này cũng không biết, tiên nữ kia là Diệp Thiên Tuyết, một trong Thánh Thành Tứ Kiều, bạch y thanh niên như tiên dáng trần là Diệp Trường Sinh xếp hạng thứ hai Thánh Thành Bát Tuấn. Có người kinh hô ra, sau đó rất nhiều người ánh mắt hướng phía chân trời nhìn lại, nơi đó đang có ba đạo thân ảnh đạp không đi tới. Cầm đầu chính là Diệp Lâm Trần, thần sắc hắn thập phần lạnh lùng, con người tràn ngập vô tình, tựa như ai thiếu hắn 100 vạn cực phẩm hồn thạch. Khi hắn rơi xuống đất, tu sĩ bốn phía nhao nhao nhường ra một khoảng trống, không dám đắc tội hung thần này. Cách phía sau hắn không xa là một nam một nữ, nam tử áo bào trắng trắng hơn tuyết, song nghi như hai thanh thần kiếm sắc bén, thái dương hoa dâm, mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm. Hai con người hắn như là sao trời sáng chói, cả người tản ra một cỗ ngạo khí trùng thiên, nhưng lại lộ ra mấy phần tang thương chi khí, cùng tuổi tác hắn có chút không hợp, không cần nghĩ cũng biết, người này chính là Diệp Trường Sinh. Mà một nữ tử khác cổ ngọc trắng dài, bờ eo yêu kiều, váy trắng phủ thân, phác họa ra dáng người thướt tha, mềm mại, hoàn mỹ. Chỉ xem thân hình này đã khiến cho người ta nhìn không được phạm tội, cho dù là tấm tuyệt thế dung nhan kia, cũng là tình nhân trong mộng của rất nhiều nam tu sĩ. Bất quá khi cảm nhận được khí tức băng lãnh trên người nàng phát ra, không có một nam nhân nào dám đến gần nàng 2 mét, con mắt vô sắc so với Diệp Lâm Trần còn lạnh lùng, vô tình hơn. Diệp Thiên Tuyết tựa như càng đáng sợ hơn, khí tức trên người nàng cũng càng lạnh. Có người âm thầm cảm thán nói. Thời khắc Diệp Thiên Tuyết rơi xuống đất, trên quảng trường không ít người nhao nhao muốn trốn cũng dừng lại, e ngại Diệp Thiên Tuyết, so với Diệp Lâm Trần còn kinh khủng hơn. Diệp Thiên Tuyết thần sắc băng lãnh cũng không có quan tâm ánh mắt tu sĩ bốn phía, chỉ có Diệp Trường Sinh dám đứng ở chỗ gần nàng. Cũng đúng lúc này, nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh bay tới, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy nhất định có thể nhận ra, những người này là tỷ đệ Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên, Độc Cô Trường Phong, Công Tôn Dạ, Úy Trì Triều Giải, Lôi Hạo, Lăng Thiên. Mấy người từ từng phương hướng trở về, cuối cùng đều nhất nhất rơi vào phía trên quảng trường, đám người tất cả đều nhường ra một khoảng trống, nhìn về phía những người này ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Những người này đều là thiên tài chiến hồn điện, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Độc Cô Trường Phong, cổ rửa sạch sẽ đi, lần này ta nhất định làm thịt ngươi. Tô Mạch Hàn đột phá đến chiến đế trung kỳ, cả người càng thêm tự tin, nghiền ngẫm nhìn Độc Cô Trường Phong nói. Mấy ngày trước đó, hắn thực lực không thể so với Độc Cô Trường Phong mạnh hơn bao nhiêu, nhưng hiện tại, Tô Mạch Hàn tin tưởng mình có thể tùy tiện chiến thắng Độc Cô Trường Phong. Ai thịt ai còn chưa biết đâu. Độc Cô Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cừu hận nhìn Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn còn chuẩn bị nói cái gì, lời nói vừa đến miệng lại bị Tô Mạch Huyên trừng mắt, Tô Mạch Huyên vẫn nhìn bốn phía tựa như tìm gì. Tỷ, ngươi không phải là đang tìm Tiêu Phàm chứ? Tô Mạch Hàn truyền âm nói. Một bộ ta hiểu ngươi. Cút sang một bên. Tô Mạch Huyên khẽ quát một tiếng, bất quá hắn trong lòng lại trầm ngâm, Thánh Thành Bát Tuấn trừ chiến Thiên Long vậy mà đều đến, a, à, kia không phải Giang U Nguyệt nhi tử của Giang Thiên Vân à, hắn không phải tiến vào chiến thần điện rồi à, làm sao cũng tới tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Ánh mắt Tô Mạch Huyên rơi trên người một hắc bào thanh niên, hắc bào thanh niên nhìn qua thập phần không thấy được, nhưng Tô Mạch Huyên thực lực cũng không thấp, hơn nữa biết hắn. Tự nhiên nhìn ra. Mặt khác cũng có ánh mắt mấy người rơi vào trên người này, trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc, Giang U Nguyệt là người chiến thần điện, mấy người ở đây đều mộng tưởng tiến vào chiến thần điện. Một người như vậy vậy mà đến tham gia Nam Vực Đại Bỉ, đây không phải chơi xấu sao? Chẳng lẽ hắn là cố ý tới đối phó Tiêu Phàm? Nghĩ đến trước đó Giang Thiên Vân làm khó Tiêu Phàm, sắc mặt Tô Mạch Huyên trong nháy mắt trầm xuống. Tiêu Phàm lần này thật phiền phức. Liền Giang U Nguyệt đều đến, hơn nữa đoán chừng không chỉ có một người này. Thần sắc Tô Mạch Hàn cũng trở nên lạnh lùng.
tiến vào chiến thần điện chí ít cũng phải là thực lực chiến đế đỉnh phong, Giang U Nguyệt không đến 30 tuổi, tuổi trẻ đột phá chiến đế đỉnh phong như thế, chiến lực hắn tuyệt đối thập phần đáng sợ. Tiêu Phàm đâu, chẳng lẽ không dám tới sao? Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh, chỉ thấy Lăng Thiên con ngươi lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng dáng Tiêu Phàm. Vẻn vẹn hai ngày, thương thế trên người Lăng Thiên đã phục hồi toàn bộ như cũ, hơn nữa khí thế cường thịnh hơn mấy phần, vì để Lăng Thiên vượt qua Nam vực đại bỉ giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng Lăng gia tốn hao đại giới không nhỏ. Bốn phía tu sĩ thấy thế cũng nhao nhao tìm kiếm trong đám người. Bất quá tìm nửa ngày thật đúng là không thấy được bóng dáng Tiêu Phàm, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật không dám đến? Còn tưởng rằng Tiêu Phàm hắn thực không sợ trời không sợ đất, Nam vực đại bỉ còn chưa có chân chính bắt đầu liền chuẩn bị lùi bước. Lại một người mở miệng nói, theo tiếng kêu nhìn lại, lại một có thanh niên có chút sưng vù, chính là Công Tôn Dạ trước đó bị Tiêu Phàm tát choáng. Mặc dù phụ thân hắn khuyên bảo hắn không nên đắc tội Tiêu Phàm, nhưng trong đáy lòng hắn vẫn hận Tiêu Phàm. Hận không thể lập tức giết chết hắn. Các ngươi nhìn, kia không phải Tiêu Phàm sao? Công Tôn Dạ vừa dứt lời, trong đám người một đạo thanh âm vang lên, không ít người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt đến. Nhìn một người bên trong ba đạo bóng người, Công Tôn Dạ chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Trên bầu trời, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt trở thành tiêu điểm toàn trường, ba người chính là Tiêu Phàm, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Ánh mắt đám người nhìn về phía ba người bọn hắn không giống nhau. Tiêu Phàm ba người tìm một khối đất trống rơi xuống, tu sĩ hướng về bốn phía dũng mãnh chạy đi, so với nhìn thấy Diệp Thiên Tuyết còn sợ hãi hơn. Một là bọn hắn xác thực rất sợ Tiêu Phàm, sự tình hai ngày trước đổ sát trên vạn người trong Vô Song Thánh Thành đã sớm đã lan truyền nhanh chóng. Trong con mắt của bọn họ, Tiêu Phàm nhất định chính là sát thần, có thể tránh bao xa thì tránh bao xa. Một phương diện khác là bọn hắn không muốn cùng Tiêu Phàm ở gần, bị Lăng Thiên hiểu lầm, Lăng gia so với Tiêu Phàm còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một màn này Tiêu Phàm tựa như đã sớm đoán được, thần sắc thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ dị dạng gì. Bất quá sau một khắc, Tiêu Phàm lại nhíu mày, hắn cảm giác có mấy cỗ hồn lực cường đại tập trung vào hắn, lộ ra sát ý nồng đậm. Hơn nữa, bên trong mấy cỗ khí tức cường đại còn có một hai cỗ khiến hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Lão Tam, Bàn Tử cũng cảm nhận được mấy cỗ địch ý, thần sắc khá là ngưng trọng, đưa tay lấy ra chiến thiên kích cầm trong tay. Nam vực đại bỉ, không ai có thể ngăn được ta, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trong mắt Tiêu Phàm lộ hung quang. Mặc dù Lô Chiến đáp ứng đem tiểu ma nữ mang ra, nhưng Tiêu Phàm vẫn muốn dựa vào thực lực bản thân, đường đường chính chính mang tiểu ma nữ đi. Chủ yếu nhất là... Nếu như tìm không ra phương pháp thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, cho dù mang tiểu ma nữ đi thì như thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở lại Diệp gia ngược lại là an toàn nhất, chỉ là Tiêu Phàm lại không có khả năng trơ mắt nhìn tiểu ma nữ lấy chồng. Qua một lúc các ngươi cẩn thận một chút nhé. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, có ít người biết rõ không làm gì được Tiêu Phàm, nhất định sẽ đánh chủ ý lên Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Yên tâm, ta và Tiểu Thất không có yếu như bọn hắn tưởng đâu. Bàn Tử nhếch miệng cười nói, nắm chặt chiến thiên kích trong tay. Nhị ca, tam ca, làm sao không thấy Lâu Ngạo Thiên và Sở Khinh Cuồng? Quan Tiểu Thất đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử liếc nhìn bốn phía, lấy hồn lực bọn hắn bây giờ, trong nháy mắt mấy vạn người hiện lên ở trong đầu, bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là thật không nhìn thấy bóng dáng hai người. Không xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ? Bàn Tử lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như chỉ là Sở Khinh Cuồng, ta khó mà khẳng định, bất quá có Lâu Ngạo Thiên, bọn hắn chắc không có vấn đề lớn. Tiêu Phàm hít sâu một cái, Lâu Ngạo Thiên không đơn giản, lại thêm tính cách hắn trầm ổn, sẽ không gây ra nhiễu loạn. Trong lòng Tiêu Phàm lại không chỉ nghĩ đến Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng, hắn còn tìm kiếm bóng dáng Long Vũ, khiến hắn thất vọng là Long Vũ cũng chưa xuất hiện. Tiêu Phàm chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, hy vọng Long Vũ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hy vọng là như thế. Bàn Tử gật gật đầu nói. Yên lặng, đúng lúc này, không trung một tiếng quát như sấm vang lên, lại nhìn thấy một cỗ khí thế cường đại như thủy triều mãnh liệt xông tới, tất cả mọi người trên quảng trường bỗng nhiên trầm xuống, như hãm bùn trạch. Đám người ngẩng đầu nhìn lại,
lại nhìn thấy tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, đạm mạc quan sát phía dưới, một người cầm đầu không phải người khác, chính là Diệp Thệ Thủy. Toàn trường trong nháy mắt an yên tĩnh, rất nhiều người nhận ra Diệp Thệ Thủy, trong mắt càng là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, còn có người kinh ngạc nói, lần Nam vực đại bỉ này lại do Diệp Điện chủ tự mình chủ trì, quả nhiên cùng lần trước không giống. Thần sắc Diệp Thệ Thủy thập phần bình tĩnh, con người hắn liếc nhìn phía dưới, trong nháy mắt phát hiện Tiêu Phàm, khóe miệng nở nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó nhìn về phía toàn trường nói, Nam vực đại bỉ 5 năm một lần lại đến, chắc hẳn mọi người chờ mong đã lâu, từ nay về sau, Nam vực đại bỉ bắt đầu, không chỉ Chiến Hồn Điện có thể tham dự, Tam cung tam các chỉ cần phù hợp điều kiện của Chiến Hồn Điện đều có thể tham gia. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, cái gọi là quy tắc trò chơi, quả nhiên đều là cường giả chế định. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Diệp Thệ Thủy vì không muốn để cho hắn chiếm lấy ba hạng đầu, cố ý đánh vỡ quy tắc, để người Tam cung tam các tham gia, thậm chí, trong này khẳng định còn có rất nhiều sự tình người khác không biết. Trước khi thi đấu, bản điện chủ hỏi lại mọi người một lần, hiện tại nếu ai muốn rời khỏi thi đấu thì còn kịp. Tu sĩ cửu đại đế triều hiện tại rời khỏi có thể lựa chọn một thế lực gia nhập, tuyệt không ngăn trở. Còn người Diệp Thệ Thủy băng lãnh đảo qua toàn trường nói. Vừa dứt lời, một cỗ túc sát chi ý từ trên người hắn tràn ngập ra, những tu sĩ ý chí không kiên định lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, tựa như nhìn thấy một mảnh sát lục đáng sợ. Cỗ sát ý này lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền có không ít người hướng phía dưới quảng trường đi đến, còn có rất nhiều người do dự. Ai, ta vẫn không nên tham gia, vòng đấu thứ nhất liền sẽ có 1/3 tu sĩ trở lên chết thảm, cùng chịu chết còn không bằng lưu lại chơi vui một đời. Một tu sĩ đi ra quảng trường lắc đầu thở dài nói. Ta chỉ là thất phẩm chiến hồn, cả đời này nếu như không phát sinh việc ngoài ý muốn nói, tối đa cũng chỉ là chiến hoàng đỉnh phong, ta thọ nguyên không nhiều, đành đi bạo loạn chi hải đọ sức một lần. Lại một tu sĩ lộ ra vẻ khổ sở. Người như vậy không ít, vừa nãy một sát na kia, phàm là người có ý chí không vững đều tiến vào một loại huyễn cảnh, bị huyễn cảnh dọa cho phát sợ. Nguyên bản 2-3 vạn người, mấy tức liền chỉ còn lại không đến 2 vạn người, hơn 1 vạn người cũng không bị huyễn cảnh giết chóc của Diệp Thệ Thủy hù dọa. Diệp Thệ Thủy nhìn hơn 1 vạn tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hiển nhiên những người này so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Hiện tại tất cả mọi người lên phi độ chiến thuyền, tiến về nơi thi đấu vòng thứ nhất. Diệp Thệ Thủy mở miệng lần nữa. Oanh long long, đột nhiên ở giữa hư không rung động. Một cỗ khí tức bàng bạc từ đằng xa bay vụt tới, mấy tức sau, 2 chiếc phi độ chiến thuyền dừng lại trên không trung quảng trường. Phía dưới đám người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về 2 chiếc phi độ chiến thuyền, khiến Tiêu Phàm bọn hắn kinh ngạc là rất nhiều người trong tay lại còn cầm vũ khí chẳng lẽ không thể thả vào bên trong hồn giới sao? Bất quá Tiêu Phàm cũng không quá để ý sự tình này, chỉ là đơn giản cho rằng những tu sĩ kia khoe khoang mà thôi, chỉ có bản tử cảm giác có chút không thích hợp. Gắt gao đem chiến thiên kích giữ trong tay. Trong chốc lát, trên quảng trường liền trống không, chỉ còn lại tu sĩ vây xem. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không nên phản kháng. Cũng đúng lúc này, phía trên phi độ chiến thuyền vang lên một đạo thanh âm, truyền khắp não hải mỗi một tu sĩ trên phi độ chiến thuyền. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một cỗ lực lượng khủng bố bao phủ hư không 2 tòa phi độ chiến thuyền. Cỗ lực lượng này dù là tu sĩ chiến đế cảnh đều không có sức hoàn thủ nào. Đây là muốn đi đến nơi khác, Tiêu Phàm cau mày một cái, lần trước lúc tiến vào Vô Song Thánh Thành cũng là loại cảm giác này, đây là xuyên qua không gian. Hẳn là tiến về một vùng không gian khác, nghe nói Nam vực đại bỉ rất kịch liệt, cũng rất tàn khốc, sẽ không cử hành ở Vô Song Thánh Thành. Bàn tử suy nghĩ một chút nói, cau mày, thần sắc có chút bận tâm. Tiêu Phàm gật đầu, tại không gian chi lực thôn phệ, dù là có phi độ chiến thuyền hồn giới bảo hộ, bộ mặt Tiêu Phàm cũng có chút vặn vẹo. Mấy tức thời gian sau, cỗ cảm giác không gian vặn vẹo mới biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh bọn Tiêu Phàm là một mảnh thế giới trắng xóa, vẫn có thể cảm nhận được một cỗ không gian chi lực, hiển nhiên bọn hắn còn bên trong truyền tống. Tiêu đại ca, Tiểu thất ca ca, rốt cục cũng thấy các ngươi, ô ô đúng lúc này. Một đạo tiếng khóc vang lên bên tai Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất, màng nhĩ 2 người khẽ run lên,
trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất theo tiếng kêu nhìn lại, bên trong xó xỉnh cách đó không xa có tiểu lão đầu gầy trơ cả xương, một đôi con mắt ngập nước nhìn chằm chằm bọn hắn. Tiểu lão đầu mặc một bộ xiêm y cũ nát màu xám, chân trần, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Ngươi là ai? Quan Tiểu Thất cau mày một cái, một mặt không hiểu, hắn rất xác định bản thân không biết người này. Ngược lại là Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn luôn cảm giác người này rất quen thuộc, nhất là hồn lực ba động trên người hắn, Tiêu Phàm cảm giác gặp qua ở đâu. Tiểu Thất, người đang cùng ai nói chuyện? Ban Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn chỉ tiểu lão đầu nói, lão nhị, ngươi nhìn không thấy hắn. Các ngươi đừng làm ta sợ. Ban Tử lần nữa nhìn nơi hẻo lánh một cái, nhưng mà khiến hắn thất vọng là nơi đó xác thực cái gì cũng đều không có, nghĩ vậy, hắn không khỏi chăm chú cầm chiến thiên kích trong tay. Ban Tử trước tiên nghĩ đến Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất đang cố ý lừa hắn. Nhị ca, nơi đó thật có người. Quan Tiểu Thất giải thích, mặc dù hắn không biết tiểu lão đầu, nhưng hắn xác thực nhìn thấy một người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn xem tiểu lão đầu, thử thăm dò hỏi, ngươi là Sở Phiền. Tiêu đại ca, ngươi rốt cục nhận ra ta. Tiểu lão đầu hơi nước trong mắt bốc hơi, nước mắt bay tứ tung, hướng về vị trí Tiêu Phàm bước nhanh tới. Ngươi là Sở Phiền, Quan Tiểu Thất trợn to hai mắt, một mặt không tin nhìn tiểu lão đầu, thiếu chút nữa thì kinh hô ra, nhìn tu sĩ bốn phía, hắn lại cố ý đè thấp thanh âm. Cũng khó trách Quan Tiểu Thất không tin. Tiểu lão đầu cùng tiểu nam hài 5-6 tuổi béo ị, trắng nõn nà trước đó hình dạng hoàn toàn không phù hợp. Nếu như không phải cặp tay nhỏ cùng ánh mắt còn tương đối non nớt kia, đánh chết Quan Tiểu Thất cũng không tin đây là Sở Phiền. Mấu chốt nhất là nơi này là Vô Song Thánh Thành chiến hồn điện phi độ chiến thuyền, hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Tiểu Thất ca ca, là ta, là ta. Sở Phiền một mặt kích động nhìn hai người. Thực sự là ngươi. Bọn hắn tại sao không thấy được ngươi, chỉ có ta và Tam ca nhìn thấy ngươi. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Sở Phiền nói. Tiêu Phàm cũng thập phần nghi hoặc, Sở Phiền liền đứng ở trước mặt hắn, hắn và Quan Tiểu Thất có thể nhìn thấy, mà Ban Tử nhìn không thấy, năng lực này cũng quá quỷ dị, cái này tuyệt đối không phải công pháp tu luyện gì có thể làm được. Mặc dù Sở Phiền hình dạng không giống, nhưng khí tức hồn lực trên người hắn lại không thoát khỏi mắt Tiêu Phàm. Đây đúng là Sở Phiền không thể nghi ngờ. Bởi vì, Sở Phiền ấp úng, tựa như không muốn nói, do dự nửa ngày mới nói ra, ngươi chỉ cần biết rõ, đây là năng lực đặc thù là được. Năng lực đặc thù, nếu không ngươi dạy ta một chút đi. Ánh mắt Quan Tiểu Thất sáng lên, trong đầu hắn đã bắt đầu huyễn tưởng, nếu như hắn cũng có thể để người khác nhìn không thấy hắn, há không phải có thể bắn lén, kể từ đó, địch nhân hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Nắm giữ loại năng lực này, Quan Tiểu Thất có tự tin có thể chiến đấu ba vị trí đầu nam vực đại bỉ. Cái này ngươi học không được. Sở Phiền lung lay, thập phần nghiêm túc nói. Tiêu Phàm một mực cau mày, hắn trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có tu sĩ có thể ẩn thân, nếu như không phải hắn có thể nhìn thấy Sở Phiền, hắn cũng sẽ không tin nơi này có một người, bởi vì U Linh chiến hồn cũng không cảm ứng được Sở Phiền tồn tại. Bất quá hắn cũng rốt cục minh bạch, tại sao Sở Phiền có thể từ trong tay tứ đại cường giả chiến đế Sở không trốn ra. Làm sao ngươi tới nơi này? Tiêu Phàm hỏi, trong đầu hắn lại ở bên trong tu la truyền thừa tìm tòi. Khiến Tiêu Phàm không nghĩ tới là, rất nhanh hắn liền thực tìm thấy được một chút tin tức liên quan tới năng lực đặc thù theo tu la truyền thừa ghi chép, người nắm giữ huyết mạch cùng chiến hồn đặc thù có khả năng nắm giữ năng lực đặc thù liền tựa như lúc trước hắn giết chết Ninh Vô Thánh. Nắm giữ chiến hồn huyết đồng tham lang, huyết đồng chính là một loại năng lực đặc thù. Về phần Sở Phiền rốt cuộc là nắm giữ huyết mạch đặc thù, hay là chiến hồn đặc thù, Tiêu Phàm tạm thời không biết. Bất quá hắn có thể cảm giác giờ phút này trạng thái Sở Phiền hết sức kỳ lạ, tựa như không phải chân thân hắn, chỉ là đơn thuần lấy một loại trạng thái hồn lực tồn tại. Lần trước các ngươi nói muốn tới Vô Song Thánh Thành, ta liền lặng lẽ đi theo phi độ chiến thuyền, ai biết được. Ta trên phi độ chiến thuyền ngủ, sau đó có lão đầu muốn đem phi độ chiến thuyền thu hồi. Bởi vì nguyên nhân ta trên thuyền, phi độ chiến thuyền không cách nào thu nhỏ vào bên trong hồn giới. Sở Phiền một mặt xấu hổ.
vừa nói đến lão đầu kia, Sở Phiền liền vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn có một tia sát ý, về sau, lão đầu tìm tới ta, ta đành phải hồn hóa, bằng không đã sớm bị hắn giết chết. Hồn hóa, đây chính là năng lực này của ngươi. Vậy ngươi làm sao biến thành hiện bộ dáng này? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn trong lòng đã đoán được lão đầu kia là ai, trừ Giang Trường Thanh, hẳn không có người khác. Ta hồn hóa là có thể tiến vào bên trong hồn giới, về sau lão đầu kia đem phi độ chiến thuyền thu nhập bên trong hồn giới. Ta cũng được đưa vào đi, hồn lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, liền biến thành cái bộ dáng này, nếu như các ngươi còn chưa tới, hồn lực ta sẽ suy kiệt mà chết. Sở Phiền vẻ mặt đưa đám nhìn Tiêu Phàm. Trước kia hắn không sợ trời không sợ đất, lần này hắn thực biết cái gì gọi là sợ hãi, nhất định đã ở trước mặt quỷ môn quan chạy một vòng. Ngươi như thế nào mới có thể biến thành thực thể? Quan Tiểu Thất hỏi, nhìn thấy Sở Phiền điềm đạm đáng yêu, hắn cũng có chút không đành lòng. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, tiểu tử Sở Phiền này khó lường, hắn sẽ không bị biểu lộ làm cho mê hoặc, nếu như không phải phát giác cốt linh chỉ có 5 tuổi, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng đây là lão quái vật phản lão hoàn đồng. Chỉ cần hấp thu đầy đủ hồn lực, ta liền có thể biến thành thực thể, không sai biệt lắm 10 vạn cực phẩm hồn thạch là được. Sở Phiền suy nghĩ một chút nói. 10 vạn cực phẩm hồn thạch, ta có vẻ không nhiều như vậy đâu. Quan Tiểu Thất vẻ mặt thành thật nói ra. 5 vạn cũng miễn cưỡng đầy đủ, nếu như không có 5 vạn, 3 vạn cũng có thể. Sở Phiền không chút do dự nói ra. Quan Tiểu Thất nghe vậy, chuẩn bị lấy ra cực phẩm hồn thạch để Sở Phiền hấp thu, nhưng mà Tiêu Phàm lại ngăn lại Quan Tiểu Thất, nói, đừng nói 3 vạn cực phẩm hồn thạch, liền một khối hạ phẩm hồn thạch đều không có. Tam ca, Quan Tiểu Thất có chút không đành lòng. Yên tâm, hắn không chết được, người đừng quên, ta là một luyện dược sư, sinh mệnh hắn hiện tại rất dồi dào. Tiêu Phàm cười cười nói, hơn nữa, hiện tại chúng ta là đi tham gia Nam vực đại bỉ, người khẳng định muốn khôi phục. Sở Phiền rút rút cổ, tựa như âm mưu bại lộ, vội vàng nói, vậy ta tạm thời vẫn là không khôi phục, bất quá hồn hóa trạng thái cần hồn thạch duy trì nha. Nói đến đây, Sở Phiền lại vẻ mặt đưa đám, hồn lực tiêu hao làm hắn từ một tiểu bàn tử biến thành một tiểu lão đầu, như thế rất có thể càng thêm già nua. Được rồi, người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện gì, huống chi, lấy loại trạng thái như ngươi đi theo chúng ta mới an toàn nhất. Tiêu Phàm ngẫm lại, lại nói, đúng rồi, loại trạng thái như ngươi có thể công kích hay không? Ngươi nên biết, ta muốn nghe lời nói thật. Miễn cưỡng có thể. Sở Phiền nói ra. Vậy ngươi cứ ở bên cạnh chúng ta, nếu như ngươi làm tốt, Nam vực đại bỉ kết thúc, ta không chỉ để ngươi khôi phục nguyên hình, còn để ngươi càng tiến một bước, như thế nào? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Tiêu đại ca, cái này là ngươi nói đó. Sở Phiền trong nháy mắt tựa như đánh máu gà, hưng phấn lên. Mọi người chú ý, đã đến sát lục cổ địa. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên bên tai đám người, thần sắc tất cả mọi người trong nháy mắt ngưng tụ. Sát lục cổ địa, nghe được 4 chữ này, không ít người ở đây con người bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng, trên phi độ chiến thuyền cũng trong nháy mắt yên lặng xuống. Lúc này, một cỗ thôn vệ chi lực to lớn tác dụng trên thân người tại hư không, nuốt chiếc phi độ chiến thuyền vào, nếu như không có phi độ chiến thuyền bảo hộ, những tu sĩ chiến hoàng cảnh đó tuyệt đối tiếp nhận không được. Vài cái hô hấp sau, tầm mắt đám người lần nữa rõ ràng lên. Đây chính là sát lục cổ địa, đám người vẻ mặt nghiêm túc nhìn nơi xa. Thiên không mây đen răng đầy, sấm sét vang dội, từng đầu hồn thú phi cầm to lớn tại hư không xuyên toa, phát ra từng tiếng kêu to, uy thế kinh người. Dưới đất là cổ lâm rộng lớn, cổ thụ che trời, mây mù quấn quanh, có chút địa phương tàn phá không chịu nổi, tựa như đi qua một trận đại chiến kinh thế. Một cỗ hồn lực bàng bạc ba động hùng hậu từ trong cổ lâm truyền ra, dọa đến không ít người tay chân run lên. Oanh long long, âm thanh sấm sét vang lên, mưa to tí tách rơi xuống, cổ lâm thâm thúy được bao phủ vào bên trong lớp mưa bụi lụa mỏng, như mộng tựa huyễn, nhìn như một bức tranh mỹ lệ. Âm u trong lòng mọi người tựa như cũng bị nước mưa cuốn đi, lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại hư không. Hiện tại tất cả mọi người nhận lấy ngọc bài dự thi, sau khi đưa hồn lực của mình vào ngọc bài liền có thể rời đi, quy củ vòng đấu thứ nhất sẽ thông qua ngọc bài nói cho các ngươi,
người mất đi ngọc bài, hủy bỏ tư cách tranh tài. Lời còn chưa dứt, hai chiếc phi độ chiến thuyền phía trên liền có mấy chục tu sĩ phân phát ngọc bài cũng lớn cỡ bàn tay, óng ánh trong suốt, tu sĩ đưa hồn lực vào, giữa ngọc bài là hơn một điểm sáng màu xanh lục. Ba người Tiêu Phàm cũng xếp vào một đội ngũ, tu sĩ phía trước cầm tới lệnh bài đưa vào hồn lực, nhao nhao hướng trong cổ lâm bắn đi. Mưa to một mực rơi xuống, bốn phía một mảnh yên lặng, trừ thanh âm nước mưa, rốt cuộc không còn thanh âm nào khác. Tiêu Phàm vẫn nhìn bốn phía, trong lòng có loại bất an nồng đậm, luôn cảm giác bị mấy con mắt tiếp cận. Xem ra, có không ít người muốn ta chết ở vòng thứ nhất. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Thậm chí, hắn nhìn thấy nơi xa có mấy người cầm tới ngọc bài, vẫn bất vi sở động, ngược lại nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Lão Tam, có vẻ như chúng ta bị chú ý. Trong lòng Bàn Tử cảm giác nặng nề, truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Lão Nhị, Tiểu Ngũ, Tiểu Thí Hài, qua một lúc các ngươi cầm ngọc bài, lập tức giấu đi, không nên cùng ta ở một chỗ. Tiêu Phàm thần sắc hết sức trịnh trọng. Nhìn thấy Bàn Tử còn chuẩn bị nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói, bọn họ là muốn giết ta mà thôi, bằng vào tốc độ của ta, bọn hắn chưa chắc có thể đuổi kịp ta, các ngươi yên tâm, ta có biện pháp tìm ra các ngươi. Được, Bàn Tử gật đầu, thần sắc băng lãnh nhìn mấy người nơi xa một cái, trong lòng sát ý đại thịnh, trong mắt hắn, mấy người này đã là một người chết. Thời gian nửa chén trà nhỏ, rốt cục đến phiên bọn Tiêu Phàm nhận lấy lệnh bài, Tiêu Phàm cố ý xếp phía sau, để Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất lĩnh trước. Hai người sau khi cầm ngọc bài, thật sâu nhìn Tiêu Phàm cùng mấy tu sĩ nơi xa kia một cái, lách mình liền tiến vào bên trong cổ lâm. Có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng truy theo, rất hiển nhiên, bọn hắn không chỉ muốn Tiêu Phàm chết, người có quan hệ với Tiêu Phàm đều không buông tha. Mấy tức sau, Tiêu Phàm lần nữa đi lên, lúc này, một đạo thanh âm vang lên bên tai Tiêu Phàm, cẩn thận một chút, có người chiến thần điện muốn xuất thủ đối với ngươi. Ngẩng đầu nhìn lại, lại không thấy được người quen biết, trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, thanh âm này hắn thập phần lạ lẫm, tuyệt đối là lần thứ nhất nghe được, hẳn là một người hắn không quen biết nói. Chỉ là người không quen biết lại nhắc nhở hắn sao? Trong lòng Tiêu Phàm hồ nghi. Ở Vô Song Thánh Thành, người muốn Tiêu Phàm chết không ít, nhưng được hắn xem như bằng hữu cũng không nhiều. Chẳng lẽ là đang cố ý làm ta sợ? Tiêu Phàm cau mày một cái, sau đó lại phủ định cái ý nghĩ này, có ai sẽ nhàm chán như vậy đây? Hơn nữa lấy thực lực hắn đều không phát hiện được, thực lực đối phương cũng không kém mới đúng. Lấy ra ngọc bài, Tiêu Phàm đưa vào một tia hồn lực, ngọc bài trong nháy mắt thêm một điểm sáng màu xanh lục. Quét ngọc bài một cái, Tiêu Phàm liền hướng lấy nơi xa bay đi, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị đem ngọc bài để vào bên trong hồn giới, thần sắc hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Nơi này hồn giới vậy mà không thể mở ra. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, kể từ đó, hắn sẽ không dùng được đồ vật bên trong hồn giới. Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, hắn rốt cục biết rõ Giang Thiên Vân tại sao tự tin như vậy, nguyên lai ở chỗ này. Hắn căn bản là không có cách thi triển lực lượng cửu U Ma Hổ, bởi vì cửu U Ma Hổ bị hắn đặt ở bên trong hồn giới. Khó trách thời điểm rất nhiều người tiến đến đều đem vũ khí cầm trên tay, nguyên lai bọn hắn đã sớm biết rõ, nơi này không cách nào sử dụng hồn giới. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, bởi vì lúc này ngọc bài trong tay hắn đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo thanh âm vang lên trong đầu Tiêu Phàm. Vòng thứ nhất dự thi là 18.623 người, lúc số người đạt tới 9.000 người sẽ sang vòng thứ hai, quy tắc vòng thứ nhất rất đơn giản, chính là trở thành một người bên trong 9.000 người. Một câu lạnh lùng lại khiến toàn thân Tiêu Phàm chấn động, 9.000 người mới có thể sang vòng thứ hai, còn lại 9.000 người kia. Không cần suy nghĩ nhiều, chờ đợi bọn hắn khẳng định chỉ có hai con đường, điều thứ nhất là mất đi ngọc bài trong tay, vậy liền thừa nhận hủy bỏ tư cách. Mà thứ hai dĩ nhiên chính là tử vong, chỉ có người chết, hồn lực trong ngọc bài mới có thể tự nhiên tiêu tán, xem như bị đào thải. Đang lúc Tiêu Phàm nghĩ trong đầu, dư quang lơ đãng quét trúng ngọc bài trong tay, khiến hắn kinh ngạc là, lại có mười mấy điểm sáng hiện lên ở phía trên ngọc bài hắn, chỉ bất quá những điểm sáng kia lại là màu đỏ. Hơn nữa, mười mấy điểm sáng màu đỏ phân bố bốn phía,
đang di chuyển nhanh chóng lấy, hướng về vị trí hắn tụ tập mà đến. Điểm sáng màu xanh lục đại biểu bản thân, mười mấy điểm sáng màu đỏ hẳn là những người khác, xem ra đều là hướng về phía ta mà đến. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch. Hắn hồn lực biết bao cường đại, cho dù không cần nhìn ngọc bài cũng có thể phát hiện bốn phía có tầm 10 đạo thân ảnh cấp tốc hướng về phía hắn chạy như bay đến, tầm 10 cỗ khí tức cường đại khiến Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía một trận. Hẳn là khí tức chiến đế cảnh đỉnh phong, thật đúng là để mắt Tiêu Phàm ta. Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt cảm thụ một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó nâng bước chân, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi, không thể mở ra hồn giới, tự nhiên cũng liền không thể sử dụng cửu U Ma Hổ cùng Tu La Kiếm, hắn cũng không muốn cùng những người này cứng đối cứng. Mấy tức sau, nơi Tiêu Phàm biến mất đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, thần sắc lạnh lùng, sát khí không thèm mảy may che giấu. Muốn chạy, cầm đầu một bạch bào thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra, bạch bào thanh niên chính là Lăng Thiên. Yên tâm, hắn chạy không thoát, trên ngọc bài chúng ta có thể ghi chép quỹ tích di động của hắn. Một thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, trong tươi cười đều là vẻ đăm chiêu. U Nguyệt huynh, chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, Lăng gia cùng Giang gia chắc chắn đời đời vĩnh viễn tốt. Lăng Thiên thần sắc nghiêm nghị nói, thanh niên mặc áo đen chính là Giang U Nguyệt nhi tử Giang Thiên Vân. Lần này cũng không chỉ ta một người đến, còn có mấy sư huynh đệ, Tiêu Phàm mạnh như thế nào cũng khó thoát. Giang U Nguyệt thập phần tự tin nói, sau đó dọc theo phương hướng Tiêu Phàm rời đi truy theo. Bọn hắn không biết, bên trong những người này có một bạch y thanh niên thập phần không đáng chú ý, đáy mắt chỗ sâu lóe qua sát mang lạnh như băng. Tiêu Phàm xuyên toa trong cổ lâm u sâm, tốc độ cực nhanh, nhưng mà khiến hắn kinh dị là, mười mấy điểm sáng màu đỏ phía trên ngọc bài vậy mà dung hợp tại cùng một chỗ, rất hiển nhiên là những người kia hội tụ một chỗ. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực vứt bỏ bọn hắn, nhưng điểm sáng màu đỏ qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Ngọc bài sẽ không bị người khác động tay chân chứ? Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn đối tốc độ bản thân thập phần tự tin, dù là chiến đế đỉnh phong cũng chưa chắc có thể theo kịp tốc độ của hắn, nhưng mà, những người này lại tựa như cao da chó, dây dưa đến cùng lấy hắn, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mấu chốt nhất là, dù là biết rõ ngọc bài bị động tay chân, hắn cũng không dám ném đi, một khi ném đi cũng đại biểu cho hắn bị đào thải. Đáng chết, Diệp Thệ Thủy, Giang Thiên Vân, lão tử nhất định khiến các ngươi nhìn rõ. Tiêu Phàm nổi giận mắng. Hắn không biết là ai làm nhưng hắn biết rõ, khẳng định cùng Diệp Thệ Thủy, Giang Thiên Vân có quan hệ, chỉ có bọn hắn mới có bản sự này, cũng chỉ có bọn hắn gây bất lợi đối với Tiêu Phàm. Nếu chạy không được, lão tử liền giết. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm tới cực điểm, sát khí tản ra. Hắn không cần phải chạy trốn, mặc dù lấy tốc độ của hắn dù là kết thúc vòng thi đấu thứ nhất, đối phương cũng chưa chắc có thể lấy tính mạng hắn, nhưng hắn không muốn lưu lại đại phiền toái. Chẳng qua là khi nhìn thấy ngọc bài trong tay lại hơi lúng túng một chút, có ngọc bài, những người kia bất cứ lúc nào cũng sẽ biết rõ vị trí cụ thể của hắn, tập sát bọn hắn rất khó. Giống, đúng lúc này, từ phía trước truyền đến tiếng gầm giận dữ, mặt đất kịch liệt run rẩy, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được một cỗ hồn lực bàng bạc xông thẳng đến hắn. Bát giai hồn thú, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mấy tức sau, nơi xa truyền đến thanh âm một đầu hồn thú gầm thét, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền yên lặng. Lúc này về sau, Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt mấy người chạy tới đây. Lăng Thiên nhìn ngọc bài trong tay lại phát hiện một cái điểm sáng màu đỏ trong đó, cách đó không xa không nhúc nhích. Rốt cục không chạy, coi là trốn đi liền hữu dụng. Con người Lăng Thiên nhìn chăm chú phương xa, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Lăng Thiên huynh, hắn liền giao cho mấy huynh đệ chúng ta đi, ngươi ở đây xem kịch vui là được. Giang U Nguyệt cười ha ha một tiếng, sau đó cười nói, các vị sư huynh đệ, chúng ta đi chơi trò chơi mèo bắt chuột. Dứt lời, Giang U Nguyệt đạp không mà lên, dẫn đầu hướng về vị trí phương hướng Tiêu Phàm, ngoài ra còn có 7 người cũng không chút do dự cùng lên, chỉ có Lăng Thiên lưu lại. Tiêu Phàm, hôm nay liền là ngày ngươi chết, con ngươi Lăng Thiên băng lãnh tới cực điểm, đạm mạc nhìn phía trước. Hắn đối với thực lực Giang U Nguyệt cùng mấy người khác vẫn tin tưởng,
Giang U Nguyệt cùng mấy người khác mặc dù cũng không phải là chân chính thuộc về chiến thần điện, nhưng bọn hắn chỉ cần thông qua sơ tuyển chiến thần điện, liền xem như một phần tử của chiến thần điện. Phàm là thông qua sơ tuyển chiến thần điện đồng dạng thực lực cũng phải là chiến đế đỉnh phong, vì giết chết Tiêu Phàm, Lăng gia đã bỏ ra cái giá thật lớn mới thỉnh cầu Giang U Nguyệt cùng mấy người này xuất thủ. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Đột nhiên, một đạo thanh âm thập phần băng lãnh vang lên, ngay sau đó một tiếng xé gió truyền đến, phốc một tiếng, trong hư không lộ ra cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, đỉnh đầu Lăng Thiên đột nhiên toát ra một ngón tay kim sắc to lớn, ngón tay kim sắc giam cầm hư không, mang theo một cỗ uy áp to lớn từ trên trời giáng xuống. Một khi bị ngón tay kim sắc đâm trúng, Lăng Thiên dù là không chết cũng tàn phế. Tù hồn chỉ, con người Lăng Thiên co rụt lại, một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không phản ứng kịp, lúc này, một quả đấm to lại phía sau hắn đánh tới. Thần sắc Lăng Thiên cứng đờ, có loại cảm giác như rớt vào hầm băng, tựa như nhìn thấy tử thần hướng hắn vẫy tay, liên tục hai chiêu chiến kỹ, căn bản không có cách nào tránh né, cơ hồ chỉ có một con đường chết. Giống, mắt thấy quyền kia sắp đập trúng đầu Lăng Thiên, thể nội Lăng Thiên đột nhiên phát ra một thanh âm hung thú gào thét, chỉ một thoáng, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn từ trên người hắn mãnh liệt mà lên. Kim sắc sóng lửa cuồn cuộn, trong nháy mắt để hắn tránh thoát trói buộc tù hồn chỉ, cũng đúng lúc này, đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện lên một đầu hư ảnh to lớn. Xa xa nhìn lại, đó là một đầu cự thú dài hơn 20 trượng, 10 trượng trở lại toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm bên trong lóe ra kim sắc lân quang, đó là lân giáp, thân thể như một đầu sư tử màu vàng. Nó mọc ra một đầu long, trên đầu mọc ra một đôi sừng hươu, chân dẫm hỏa vân, mặt mũi dữ tợn, bá khí vô biên. Cửu phẩm chiến hồn, thiên hỏa kỳ lân, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, không đúng, chiến hồn ngươi so với thiên hỏa kỳ lân chân chính còn bá đạo hơn. Tiêu Phàm, là ngươi, con ngươi Lăng Thiên co rụt lại. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà không ẩn núp ở phía trước mà là ở chỗ này, chuẩn bị đánh lén bọn hắn. Chiến hồn thiên hỏa kỳ lân vừa xuất hiện, không trung tù hồn chỉ trong nháy mắt vỡ nát, tù hồn chỉ tuy mạnh nhưng còn không bằng thiên hỏa chiến hồn. Gần như đồng thời, Lăng Thiên một quyền nổ tung oanh ra, cùng quyền cương Tiêu Phàm rằng co cùng một chỗ, khí lãng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Tiêu Phàm, ngươi không phải muốn kiến thức chiến hồn ta sao? Hiện tại ngươi thấy, bất quá ngươi cũng có thể chết. Lăng Thiên nhe răng trợn mắt giận dữ hét. Chỉ một thoáng, thiên hỏa kỳ lân cùng hắn hòa làm một thể, thực lực hắn trong nháy mắt bạo tăng. Đây chính là át chủ bài của ngươi. Đáng tiếc, thiên hỏa kỳ lân là của ta. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, lộ ra khinh thường nồng đậm. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm dẫn ra lực lượng tỏa hồn châu, thiên hỏa kỳ lân trong nháy mắt không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm triệu hồi ra U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn, trực tiếp bao lấy thiên hỏa kỳ lân bắt đầu thôn phệ, có tỏa hồn châu khóa thiên hỏa kỳ lân, Lăng Thiên căn bản không có lực phản kháng. Vô tận chi hỏa, ngươi làm sao có thể nắm giữ vô tận chi hỏa? Trong mắt Lăng Thiên tràn ngập sợ hãi, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, không đúng, nếu như vẻn vẹn chỉ là nắm giữ vô tận chi hỏa, ngươi cũng không có khả năng định trụ thiên hỏa kỳ lân, ngươi vậy mà được tu La Điện chí bảo tỏa hồn châu. Ngươi là Tu La Điện điện chủ. Nói xong câu đó, Lăng Thiên toàn thân run rẩy dữ dội, trừ sợ hãi, không còn gì khác. Tu La Điện điện chủ, đây chính là truyền thuyết ngàn năm, thậm chí vạn năm, dù là thời gian ngàn năm đi qua, trong điển tịch gia tộc Lăng gia vẫn ghi lại. Chỉ là chút điển tịch này, Lăng Phong không có tư cách quan sát, cho nên Lăng Phong cũng không biết Tu La Điện tồn tại. Nhưng Lăng Thiên khác biệt, hắn là người thừa kế gia chủ Lăng gia. Từ khi đột phá chiến đế cảnh, tất cả tài nguyên Lăng gia đều hướng hắn mở ra, cho nên hắn biết rõ rất bí mật Tu La Điện. Lăng Thiên cũng là dựa theo manh mối trong điển tịch Lăng gia ghi chép, tìm tới một sợi vô tận chiến hồn chi hỏa, sau đó dung nhập vào bên trong chiến hồn, khiến hắn chiến hồn phát sinh dị biến, thuế biến thành thiên hỏa kỳ lân. Bí mật này cũng chỉ có hắn biết rõ, dù là phụ thân Lăng Thừa Đạo đều không rõ ràng, đây cũng là lần nguyên nhân trước đánh với Tiêu Phàm một trận. Hắn không dám ngay trước mặt tu sĩ vô song thánh thành thi triển chiến hồn. Nhưng hiện tại, Lăng Thiên đứng trước tử vong, tự nhiên không chút do dự thi triển ra át chủ bài to lớn nhất, cửu phẩm chiến hồn thiên hỏa kỳ lân. Không được, nói cho đúng,
Thiên Hỏa Kỳ Lân ẩn chứa vô tận chiến hồn hỏa diễm so với Thiên Hỏa Kỳ Lân ban đầu còn cường đại hơn, bất quá, trước mặt vô tận chiến hồn của Tiêu Phàm, Lăng Thiên vẫn không có bất kỳ tự tin, chỉ có vô tận sợ hãi. Xem ra, thật đúng là không tha ngươi được. Nghe thấy bốn chữ Tu La Điện Chủ này, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng lãnh quang, sát cơ giạt rào. Thân phận Tu La Điện Chủ một mực là một trong bí mật lớn nhất trên người Tiêu Phàm trừ Bạch Thạch, cũng chỉ có mấy người Thần Phong Học Viện biết rõ. Cho dù là tiểu ma nữ cùng bàn tử bọn hắn cũng không rõ ràng, bây giờ bị Lăng Thiên nhìn thấu, Tiêu Phàm làm sao có thể tha cho hắn. Tỏa hồn châu định trụ Lăng Thiên chiến hồn, vô tận chiến hồn điên cuồng rút ra hỏa diễm bên trong chiến hồn Thiên Hỏa Kỳ Lân, mà U Linh chiến hồn lại nhanh chóng thôn phệ hồn lực Thiên Hỏa Kỳ Lân. Bây giờ U Linh chiến hồn cách cửu phẩm cũng chỉ có một bước, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng cơ hội tốt này. Tiêu Phàm cũng là lần thứ nhất biết rõ danh tự vô tận chiến hồn, vô tận chi hỏa, Lăng gia cũng không hổ là thế gia ngàn năm, thậm chí ngay cả bí mật bậc này đều biết rõ. Để tránh bại lộ thân phận, Tiêu Phàm không có khả năng buông tha Lăng Thiên. Nguyên bản còn chuẩn bị dùng chủng ma chi thuật khống chế ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi chỉ có chết. Bí mật Tu La Điện Chủ của ta không thể để người khác biết. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, Tiêu Phàm, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không được, chiến thần điện cách nơi này cũng không có bao xa. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ tùy tiện. Hắn thấy Tiêu Phàm muốn giết hắn, cũng không phải là sự tình trong nháy mắt, Giang U Nguyệt bọn hắn cách nơi này không xa, cảm nhận được hồn lực ba động nơi này nhất định sẽ lập tức đuổi tới. Chỉ cần Tiêu Phàm trong thời gian ngắn không giết chết hắn, hắn liền có thể sống sót, thậm chí có thể phản sát Tiêu Phàm, bất quá, hắn hiển nhiên khinh thường thực lực Tiêu Phàm. Phốc, một vệt sáng đột nhiên xuất hiện, xẹt qua cổ Lăng Thiên, một cái đầu lâu bị ném lên. Lăng Thiên trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn thi thể không đầu phía xa, máu tươi bắn nhanh ra, đạt đến một trượng. Đó là thân thể ta. Trong đầu Lăng Thiên trước tiên lóe qua một cái ý niệm. Ngay sau đó một cỗ đau đớn to lớn xông thẳng đầu óc hắn. Giết không chết ngươi, chỉ là ta có muốn giết ngươi hay không mà thôi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thôn phệ chiến hồn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Lăng Thiên chết sống không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì người dù là chết, chiến hồn cũng trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán, U Linh chiến hồn tốc độ thôn phệ cũng sẽ càng nhanh. Trước đó Tiêu Phàm coi là khống chế Lăng Thiên sẽ có chút tác dụng. Bất quá bây giờ hắn nghĩ tới một cái biện pháp khác. Trong tay hắn dắt lấy một khối ngọc bài, phía trên ngọc bài có vết nứt, bất quá cuối cùng vẫn là không bị phá vỡ. Ngươi có thể chết nhắm mắt, hy vọng kiếp sau đừng đối địch với ta. Tiêu Phàm nhìn đầu lâu Lăng Thiên, trong nháy mắt, thi thể hắn trực tiếp nổ tung. Con ngươi Lăng Thiên tràn ngập vô tận sợ hãi và không cam lòng, đáng tiếc, nghênh đón hắn vẫn chỉ là một đạo kiếm chỉ. Đường đường người thừa kế Lăng gia bát đại thế gia, một trong thánh thành bát tuấn cứ như vậy bỏ mình, bị Tiêu Phàm vô tình chém giết. Đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mị mị hai mắt, U Linh chiến hồn bọc lấy chiến hồn Thiên Hỏa Kỳ Lân tiến vào bên trong hồn hải hắn. Sau đó thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bốn cái hô hấp sau, Giang U Nguyệt mang theo ba người chạy đến, nhìn bốn phía. Đáng tiếc hư không sớm đã khôi phục bình tĩnh, căn bản không gặp được bóng dáng Tiêu Phàm. Lăng Thiên đâu? Trong đó một nữ tử áo đen mở miệng, khẽ chau mày. Thần sắc Giang U Nguyệt cứng lại, trầm giọng nói, vừa nãy nơi này có khí thức chiến đấu, hồn lực ba động còn rất cuồng loạn, hẳn là có người đánh lén hắn, ngọc bài hắn đâu? Mặt khác ba người nhao nhao lấy ra ngọc bài, phía trên vừa vặn có một cái điểm sáng màu đỏ nhanh chóng hướng về nơi xa di động. Tốc độ nhanh vô cùng. Ngọc bài hắn vẫn còn, bất quá, hắn đang từ một phương hướng khác nhanh chóng tới gần hướng chúng ta vừa nãy tìm ngọc bài Tiêu Phàm. Nữ tử áo đen lông mày vặn thành một chữ xuyên. Mau tới. Trên mặt Giang U Nguyệt lộ ra vẻ nóng bức, mặc dù hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng trong lòng luôn cảm giác bất an. Mấy chục dặm bên ngoài, bốn đạo thân ảnh đem một đầu hồn thú to lớn vây quanh ở trong. Từng đạo chiến kỹ quang mang nện ở trên người hồn thú, nó không ngừng gào thét. Ngọc bài Tiêu Phàm thật đúng là ở trong thể nội xúc sinh, các ngươi nói, Tiêu Phàm sẽ không bị xúc sinh này ăn rồi chứ. Thật đúng là nói không chừng,
hồn thú này dù sao cũng là bát giai trung kỳ, thực lực không yếu, có thể so với chiến đế hậu kỳ nhân loại, Tiêu Phàm lật thuyền trong mương cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, Lăng sư đệ nhìn không thấy chúng ta đùa chết Tiêu Phàm, ta nói Giang sư huynh quá để tâm rồi, thực lực Lăng Thiên có thể so với chiến đế đỉnh phong, chính là chúng ta muốn giết chết hắn đều có độ khó, căn bản không tất yếu trở về. Đúng vậy, ta xem chúng ta hay là trước đem ngọc bài Tiêu Phàm tới tay, chỉ cần hủy ngọc bài hắn, hắn liền tự bị loại, dù là không giết chết hắn, nhiệm vụ chúng ta cũng coi như hoàn thành. Ba người đang không kiêng nể gì cả nghị luận, không chỉ truyền ra âm thanh cười ha ha, chỉ có một bạch bào thanh niên trong đó trầm mặc không nói, hắn cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ai, đột nhiên, bạch bào thanh niên quát nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng. Mặt khác ba tu sĩ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một bạch bào thanh niên đi ra, trên người còn kẹp theo một vệt máu. Là ta, bạch bào thanh niên thản nhiên nói, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Lăng Thiên sư đệ, ngươi làm sao bị thương? Trong đó một nam tử áo đen kinh ngạc nhìn người mới đến, không sai, người tới chính là Lăng Thiên. Tiêu Phàm không ở chỗ này, vừa nãy ta bị hắn đánh lén. Thần sắc Lăng Thiên trắng bệch nói. Ngươi không sao chứ, ta đây có một viên huyết đan, sư đệ ngươi trước phục dụng, qua một lúc chúng ta nhất định giúp ngươi làm thịt Tiêu Phàm. Trong đó một nam tử chừng 30 tuổi hướng về Lăng Thiên đi đến. Vậy thì cảm ơn. Lăng Thiên mỉm cười, thời khắc nam tử tới gần hắn chỉ có 3 trượng, hắn đột nhiên giống như là con sói đói, một quyền đánh vào ngực nam tử, máu tươi bắn ra. Lăng Thiên, ngươi làm gì? Mặt khác ba người đồng thời gầm thét, trong đó bạch bào thanh niên không chút do dự hướng về phía sau thối lui. Sau một khắc, hồn thú bát giai trung kỳ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như phát cuồng, chụp vào một nam tử áo đen trong đó. Nam tử áo đen nào phản ứng nhanh như vậy, một cánh tay bị móng vuốt hồn thú xé rách, thân thể tức thì bị một cỗ đại lực tung bay. Cùng lúc đó, thân thể Tiêu Phàm theo vào, một quyền đánh vào trên đầu nam tử áo đen kia, oanh một tiếng, đầu trực tiếp nổ tung, máu tươi chảy ra, óc lưu một chỗ. Hỗn trướng, ngươi làm gì? Mặt khác một nam tử khô gầy một mặt kinh hãi nhìn Lăng Thiên, hắn nào nghĩ đến Lăng Thiên đột nhiên sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Nhất là tốc độ của hắn cùng thực lực hoàn toàn vượt ngoài ý liệu bọn hắn. Đáng tiếc, chỉ chết hai tên. Lăng Thiên tà tà cười một tiếng, nhưng sau một khắc, sự tình phát sinh khiến hắn kinh ngạc. Chỉ thấy bạch bào thanh niên đột nhiên một quyền đánh về phía đầu nam tử khô gầy, trong nắm đấm còn lóe ra lôi điện quang mang. Bởi vì hắn không phải Lăng Thiên. Bạch bào thanh niên mị mị hai mắt, thu hồi toàn bộ nắm đấm, nam tử khô gầy đột nhiên hóa thành tro. Sau đó nhìn về phía Lăng Thiên nói, Tiêu Phàm, người đi mau, nơi này giao cho ta. Lăng Thiên mị mị hai mắt, thân thể một trận ngọa nguậy, sau đó biến thành bộ dáng Tiêu Phàm, rất hiển nhiên, Lăng Thiên vừa nãy chỉ là Tiêu Phàm biến hóa mà thôi. Lăng Thiên đã chân chính chết, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ngươi nhận ra ta, còn có, thanh âm trước đó của ngươi ta nghe qua ở đâu, ngươi là người trên phi độ chiến thuyền nhắc nhở ta. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bạch bào thanh niên. Hắn không cho rằng bạch bào thanh niên giết chết nam tử khô gầy, là vì bảo trụ bản thân, dù sao, Tiêu Phàm một kích không giết chết bọn hắn, cơ bản liền không có khả năng cùng bọn hắn chiến đấu. Nếu như bốn người khác chạy tới, Tiêu Phàm có khả năng liền gặp nguy hiểm, cho nên lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Bọn hắn nhanh tới, ngươi chỉ cần biết ta không phải địch nhân của ngươi là được. Bạch bào thanh niên đột nhiên nhìn về phía không trung, một chưởng đánh vào ngực bản thân, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Phàm thật sâu nhìn bạch bào thanh niên một cái, lách mình rơi vào trên lưng bát giai hồn thú, bát giai hồn thú phun ra ngọc bài, Tiêu Phàm liền nhanh chóng hướng về nơi xa bắn đi. Bát giai hồn thú bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật khống chế, tự nhiên sẽ không phản kháng hắn ra lệnh, mấy tức sau, liền không gặp bóng dáng Tiêu Phàm. Bạch bào thanh niên quỳ một chân xuống đất, há mồm thở dốc, tựa như trải qua một trận đại chiến kinh thế, hắn quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Hô hô, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, Giang U Nguyệt mang theo ba người chạy tới, nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vân Lạc Thần, chuyện gì xảy ra vậy? Thần sắc Giang U Nguyệt băng lãnh nhìn bạch bào thanh niên nói. Là Lăng Thiên,
Lăng Thiên đánh lén chúng ta, sau đó cướp ngọc bài Tiêu Phàm. Bạch bào thanh niên hữu khí vô lực nói ra, Vân Lạc Thần, đúng là danh tự hắn. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, có lẽ sẽ hồi tưởng Vân Lạc Thần cùng hắn rất giống. Lăng Thiên hận không thể giết chết Tiêu Phàm, chúng ta đều là người Lăng gia mời đến, hắn làm sao có thể giết nhóm người ta. Cô gái áo đen kia cười lạnh nhìn Vân Lạc Thần, một mặt không tin. Ta cũng không biết, chính bởi vì dạng này, cho nên chúng ta đối với hắn mới không có bất kỳ cái gì phòng bị. Vân Lạc Thần lắc đầu, lộ ra một mặt nghĩ mà sợ. Vậy tại sao chết là bọn hắn, không phải Vân Lạc Thần ngươi? Nữ tử áo đen rất tức giận nhìn Vân Lạc Thần. Đường Phi Yến, ta biết đệ đệ ngươi chết, ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, đệ đệ ngươi chính là bị Lăng Thiên giết. Vân Lạc Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, thiếu chút nữa thì muốn động thủ. Đều im miệng cho ta. Giang U Nguyệt quát lạnh một tiếng, nhún nhún cái mũi nói, nơi này quả thật có hồn lực Lăng Thiên. Sau đó hắn lại lấy ra một khối ngọc bài, phía trên ngọc bài có mấy cái điểm đỏ tại phụ cận di chuyển nhanh chóng, bất quá trong đó có một cái điểm đỏ đặc biệt sáng tỏ. Đây là Tiêu Phàm, Lăng Thiên đâu? Điểm sáng Lăng Thiên không thấy, chẳng lẽ hắn chết rồi? Không có khả năng, Lăng Thiên làm sao có thể chết, sự tình trước đó mới bao lâu? Mấy người khác cũng lấy ra ngọc bài, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, điểm sáng Lăng Thiên cùng những người khác có khác biệt vi diệu, bọn hắn có thể nhận ra, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới kinh ngạc như thế. Ta biết rồi, vừa nãy người kia nhất định là Tiêu Phàm, hắn biến thành bộ dáng Lăng Thiên. Vân Lạc Thần lộ ra vẻ hoảng sợ. Vân Lạc Thần, ta thấy ngươi điên rồi. Nữ tử áo đen Đường Phi Yến khẽ kêu nói. Tất cả yên lặng cho ta. Lăng Thiên chết sống chúng ta không biết, nhưng ngọc bài hắn nhất định đã nát. Trong mắt Giang U Nguyệt hiện lên hàn quang, bất quá, nhiệm vụ chúng ta là giết chết Tiêu Phàm, ngọc bài hắn vẫn còn, chúng ta cùng đi theo liền biết rõ cụ thể như thế nào. Đám người không có phản bác, bên trong những người này Giang U Nguyệt địa vị cao nhất, Giang gia cũng là thế gia ngàn năm, địa vị chỉ so với Diệp gia kém hơn một chút mà thôi, bọn hắn nào dám vi phạm mệnh lệnh Giang U Nguyệt. Chẳng lẽ Lăng Thiên chết thật? Trong lòng Vân Lạc Thần thập phần kinh ngạc, so Tiêu Phàm biến thành bộ dáng Lăng Thiên còn khiếp sợ hơn. Cho đến bây giờ, bọn họ cùng Lăng Thiên tách ra cũng liền không lâu, mấy chục giây giết chết Lăng Thiên, sau đó lại chạy đến nơi này giết hai người, dạng thực lực này cũng quá đáng sợ. Xem ra thanh âm chiến đấu trước đó hẳn là Tiêu Phàm cùng Lăng Thiên chiến đấu, Tiêu Phàm nắm giữ một loại công pháp đặc thù nào đó, không chỉ có thể biến thành bộ dáng người khác, mà khí tức hồn lực đều có thể cải biến. Vân Lạc Vũ âm thầm trầm ngâm, nội tâm thập phần không bình tĩnh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Giang U Nguyệt, mấy người nhao nhao hướng về phương hướng Tiêu Phàm rời đi truy theo. Lại nói Tiêu Phàm được bát giai hồn thú mang theo tới chỗ rừng sâu, Tiêu Phàm liền thả nó tự do, sau đó một mình một người hướng chỗ sâu đi đến. Trên ngọc bài hắn còn có một cái điểm sáng màu đỏ cấp tốc tới gần. Khóe miệng Tiêu Phàm hiện ra một vòng cười lạnh, đương nhiên, hắn có thể không cho rằng chỉ có một người, mấy người cách nhau rất gần, cho nên nhìn qua chỉ có một cái hồng quang mà thôi. Thật đúng là không sợ chết. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, những người kia mặc dù đều là chiến đế đỉnh phong, nhưng nếu như đánh lén mà nói, Tiêu Phàm cũng không có đem bọn hắn đặt ở trong lòng. Nhìn ba hồn giới trên ngón tay, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, lão tử vừa vặn thiếu hồn thạch. Đã có người đưa tới, đột phá chiến đế cảnh đỉnh phong không lo thiếu. Xuy, đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, trong hư không đều truyền ra một tiếng rít, có thể thấy một kích khủng bố. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm cả người liền bị một cỗ hàn ý khủng bố che đậy ở trong đó, liền hô hấp đều khó khăn. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, tựa như toàn thân đều không nghe sai khiến, linh hồn đều truyền đến một trận đau nhói, một màn này. Cùng hắn trước đó đánh lén Lăng Thiên rất giống nhau. Tiêu Phàm nào sẽ nghĩ đến, lúc này còn có người đánh lén hắn, ngọc bài hắn trong tay khoảng cách gần nhất nên đều có mười mấy 20 dặm mới đúng. Hơn nữa, hồn lực hắn vừa nãy cũng không có phát hiện ra bất luận kẻ nào. Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Tiêu Phàm phẫn nộ gào thét, tu la ý chí cùng bất hủ ý chí vô cùng đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra. Cùng lúc đó, vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn hộ thể,
hồn lực bàng bạc ba động sóng sau cao hơn sóng trước, mãnh liệt tràn ra bốn phương. Đây là toàn bộ thực lực phòng vệ từ trước tới nay Tiêu Phàm sử dụng, trong đôi mắt hắn bộc phát ra một đạo hàn mang đáng sợ, trở tay liền hướng về phía sau đánh ra một trường, thân thể cũng thừa cơ quay người lui lại. Phốc, dù vậy, thời khắc khi hắn quay người, một đạo huyết sắc quang mang vẫn từ trong mắt hắn lóe qua, bắn vào bên trong lồng ngực hắn, từ hậu tâm hắn đâm tới, máu tươi chảy ra. Tiêu Phàm một bàn tay gắt gao từ trong tay lấy ra một chuôi huyết kiếm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ở trước mặt hắn là một thân ảnh áo bào đen. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, Tiêu Phàm đều sẽ không cho là trước mắt có người, bởi vì toàn bộ khí tức trên người hắn đều nội liễm. Sát thủ, đây mới là sát thủ chân chính. Vô thanh vô tức liền có thể lấy tính mệnh người. Lâu như vậy đến nay, người này còn là người thứ nhất trốn qua U Linh chiến hồn cảnh cáo, bởi vì hắn bộc phát trước đó, tất cả sát khí đều áp chế trong thể nội, liền U Linh chiến hồn đều không cảm ứng được. Mà khi hắn xuất thủ, chính là thi triển một kích lôi đình, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhìn chuôi kiếm trên ngực, con người Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần thứ nhất bị người dùng kiếm xuyên qua ngực. Chỉ thiếu một chút xíu, một kiếm này liền trực tiếp xuyên thủng hồn hải hắn, cũng may hắn kịp thời lấy tay bắt lấy chuôi kiếm, cải biến một chút phương hướng, bằng không mà nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cút, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, không có mảy may do dự, đưa tay chính là một đạo trưởng lực đáng sợ oanh ra ngoài. Tiêu Phàm nhìn như tùy ý một trưởng, lại ẩn chứa tu la ý chí cùng bất hủ ý chí. Càng là điều động lực lượng U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn, cơ hồ là một kích tất sát. Khoảng cách gần như vậy dù là chiến đế đỉnh phong cũng không có khả năng tránh thoát. Ầm ầm, vượt quá dự kiến Tiêu Phàm là hắc y nhân không lùi mà tiến, tay hắn buông huyết kiếm trong tay ra, hóa thành trưởng cương hướng thẳng đến Tiêu Phàm. Hai người trưởng cương đâm vào cùng một chỗ, hồn lực đáng sợ ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Cũng đúng lúc này, hắc y nhân bỗng nhiên quay người, hướng trong rừng rậm kích xạ đi, nhanh như bôn lôi, thoáng cái liền không có bóng dáng. Bất quá lấy nhãn lực Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể nhìn thấy, cánh tay hắc y nhân đứt gãy, hiển nhiên là bị hắn một trưởng đánh gãy. Chiến đế đỉnh phong, hắn vậy mà cũng mạnh thế ư, thần sắc Tiêu Phàm cứng đờ, lấy bản sự hắn đã gặp qua là không quên được, tự nhiên nhận ra hắc y nhân, lần trước Tiêu Phàm cũng bị hắn đánh lén một lần, chỉ là không thành công mà thôi. Không nghĩ tới hắn vậy mà đuổi giết tới tận nơi này, đến bên trong Nam vực đại bỉ giết người, coi như giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng không người có thể truy xét ra hắn. Đáng tiếc, người hắn muốn giết là Tiêu Phàm, nếu như không cùng Tiêu Phàm chính diện giao thủ cũng liền thôi, Tiêu Phàm muốn truy tung hắn cũng không dễ dàng. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm thế nhưng đã bắt được khí tức hồn lực của hắn, có phệ hồn huyết tàm dù hắn ẩn tàng tốt cũng không có khả năng không có bất kỳ dấu vết gì. Tiêu Phàm đưa tay rút huyết kiếm trên người, một đạo máu tươi bắn ra, thống khổ xuyên tim khiến Tiêu Phàm khắc trong tâm khảm. Vô luận người này là ai, Tiêu Phàm cũng không tính buông tha hắn, nhất là người này còn là sát thủ của Diêm La Phủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật truy xuống dưới, đồng thời nhanh chóng vận chuyển lực lượng bạch thạch chữa trị thân thể bị thương, tại thể nội hắn còn có một cỗ lực lượng sát phạt đáng sợ phá hủy thân thể hắn. Tiêu Phàm vội vàng điều động vô tận chiến hồn luyện hóa cỗ sát phạt chi lực cường đại, có bạch thạch, thời gian 10 cái hô hấp, thân thể Tiêu Phàm liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn trong cổ lâm nhanh chóng xuyên toa, trong lòng cũng thập phần không bình tĩnh, sát thủ này thật đúng là không đơn giản, lại đem khí tức bản thân ẩn nấp đến không lọt mảy may, nếu như không phải trong lỗ chân lông tiêu tán ra một chút khí tức mồ hôi, muốn truy tung hắn thật đúng là rất phiền phức. Có phệ hồn huyết tàm, muốn đào thoát khỏi Tiêu Phàm không có dễ dàng như vậy. Phía sau, Giang U Nguyệt mấy người nhìn chằm chằm ngọc bài trong tay, nhanh chóng ở trên không xuyên toa, bọn hắn cơ hồ không sợ, không có đem cổ địa hồn thú đặt ở trong lòng. Mấy người mục tiêu chỉ có một, chính là đuổi kịp Tiêu Phàm. Chỉ là khiến bọn họ rất ngạc nhiên, phương hướng Tiêu Phàm một mực biến ảo, quả thực là cực kỳ quỷ dị, tựa như biết rõ phía sau có người đuổi giết hắn. Không nên. Ngọc bài chúng ta có thể ghi chép người trong phạm vi 20 dặm, Tiêu Phàm chỉ có thể ghi chép 10 dặm, chúng ta một mực cùng hắn duy trì cự ly hơn 10 dặm, hắn không nên phát hiện chúng ta mới đúng. Ánh mắt Đường Phi Yến lấp lóe nói.
Hừ, hắn nhảy nhót không bao lâu, cho dù vòng thứ nhất giết không chết hắn, vòng thứ hai hắn cũng chạy không được. Âm thanh Giang U Nguyệt lạnh lùng nói, trong mắt sát khí nặng nề. Nếu để cho Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, Tiêu Phàm hắn không phải đang tránh né bọn hắn, mà là truy sát sát thủ Diêm La Phủ. Sau nửa ngày, thân ảnh Tiêu Phàm rốt cục chậm lại, một đạo thân ảnh áo đen tiến vào tầm mắt hắn, hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi trốn được sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một đạo thanh âm băng hàn, Tu La Thần Dực đột nhiên xuất hiện, cả người giống như một trận cuồng phong phóng ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến chiến đế cảnh đỉnh phong đều theo không kịp, trong cổ lâm chỉ lưu lại một đạo huyễn ảnh, liền không gặp thân ảnh Tiêu Phàm. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở bên cạnh Hắc Y Nhân, kiếm trong tay hắn trực tiếp xuyên thủng ngực Hắc Y Nhân, máu tươi chảy ra ngươi. Hắc Y Nhân kinh hãi cúi đầu nhìn ngực mình, khoảng cách gần quan sát, Tiêu Phàm rốt cục nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ bình thường. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm có thể nhìn ra, người này cũng không có cải trang, cũng không có thi triển công pháp đặc thù biến hóa dung mạo, đây chính là diện mạo hắn thật sự. Nếu trên đường nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới một người như vậy lại là một thiên tài sát thủ. Ngươi biết ta tại sao không có một kiếm xuyên thủng hồn hải ngươi? Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn Hắc Y Nhân, tựa như tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Ngươi biết là ai phái ta tới giết ngươi? Hắc Y Nhân chậm rãi khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bên trong có một tia khinh thường, thân làm sát thủ, hắn đã sớm chuẩn bị đón nhận cái chết. Ta đã sớm biết, trừ Lôi gia, không ai lại điều động sát thủ Diêm La Phủ đến giết ta, cũng chỉ có Lôi gia mới có thể tùy tiện thỉnh cầu loại người như ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Con người hắn nhìn chăm chú Hắc Y Nhân, hắn một tay bấm cổ Hắc Y Nhân, một tay khác nắm lấy huyết kiếm, tiện tay đều có thể kết thúc tính mệnh Hắc Y Nhân. Ngươi đừng hòng ở trước mặt ta tự sát, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thất vọng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn qua thập phần dữ tợn, trước đó, lúc ta giết chết Lăng Thiên, ngươi đã ở bên cạnh ta đi, đã như vậy, chúng ta đối thoại ngươi cũng đều nghe được. Ngươi! Hắc Y Nhân kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, con ngươi rung động kịch liệt, hồi lâu mới nói ra một câu, ngươi thực sự là điện chủ Tu La Điện. Biết rõ bí mật này đều phải chết. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn sở dĩ truy sát Hắc Y Nhân, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Sau đó Tiêu Phàm lại nói, bất quá, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống, thần phục ta. Thần phục, Hắc Y Nhân cau mày một cái nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi thực lực mặc dù không yếu nhưng muốn ta thần phục, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chỉ bằng thân phận ngươi là Tu La Điện Chủ, Tiêu Phàm tựa như đã sớm biết Hắc Y Nhân sẽ nói như vậy, khóe miệng dương lên, nói, kỳ thật ta cũng biết, ngươi là sát thủ quái gở cao ngạo sẽ không thần phục ai, đã như vậy, cái kia. Muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắc Y Nhân một bộ thấy chết không sờn, hắn đã sớm nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ chết. Chỉ là không nghĩ đến ngày đó đại yến nhanh như vậy mà thôi. Ta thật không muốn giết chết ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó bỗng nhiên mở ra, trong con ngươi bắn ra hai đạo lục quang cực kỳ yêu tà, tản mát ra một cỗ ý chí ngập trời. Cùng lúc đó, phệ hồn huyết tàm dọc theo cánh tay hắn trong nháy mắt tiến vào thể nội Hắc Y Nhân, điên cuồng thôn phệ hồn lực hắn. Gần trong nháy mắt, Hắc Y Nhân liền không có chút sức chống cự, thần sắc cứng lại. Kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Theo cỗ năng lượng màu xanh lục, sóng ánh sáng xông vào trong đầu hắn, đầu Hắc Y Nhân trong nháy mắt ngây dại ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Con người Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn, từng bức họa từ trước mắt hắn lóe qua, tựa như kiếp trước chiếu phim, chỉ là tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Đây chính là tam trọng chủng ma chi thuật, khống chế tư tưởng. Thật đúng là vô cùng thần kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần rung động, sau đó lại tăng mấy phần ý chí trùng kích. Hồn lực Hắc Y Nhân bị phệ hồn huyết tàm thôn phệ, chỗ nào còn có lực phản kháng, mặc dù ý chí hắn không yếu nhưng cần một thân thể cường tráng chèo chống. Tiêu Phàm một kiếm cắm ở trên lồng ngực hắn, khiến thân thể hắn sớm đã suy yếu tới cực điểm, lại tăng thêm phệ hồn huyết tàm tàn phá, Hắc Y Nhân cơ hồ đã bị thịt. Không sai biệt lắm thời gian một hô hấp, phốc một tiếng. Tiêu Phàm rút huyết sắc tế kiếm ra, lùi ra phía sau mấy bước, con người băng lãnh nhìn Hắc Y Nhân.
Hắc y nhân quỳ một chân trên đất, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tính mạng mình đã nằm trong tay Tiêu Phàm. Không có khả năng, trên đời làm sao có thể có loại thủ đoạn này. Hắc y nhân âm thầm lắc đầu. Ngươi tên ám dực đúng không? Trên đời này có rất nhiều sự tình vượt qua ngươi tưởng tượng. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười, thanh âm vang lên. Trong lòng hắn cũng thập phần không bình tĩnh, bởi vì hắn đều cảm giác được mỗi một cái ý niệm trong đầu Hắc y nhân, thậm chí, Hắc y nhân còn không có nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được hắn muốn cái gì. Kể từ đó, nếu như Hắc y nhân muốn tự sát, Tiêu Phàm há không phải có thể ngăn cản. Khống chế tư tưởng, đây chính là tam trọng khống chế tư tưởng cảnh giới. Ta muốn hắn sống, hắn liền được sống, muốn hắn chết, liền phải chết. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Ngươi, Hắc y nhân kinh dị nhìn Tiêu Phàm, vừa nãy chính là suy nghĩ trong lòng hắn, Tiêu Phàm làm sao biết được. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm vừa nãy còn không biết tên hắn, làm sao hiện tại liền có thể gọi ra tên hắn. Ta không chỉ biết rõ ngươi kêu ám dực, còn biết ngươi lần trước, không đúng, hẳn là sát phương thí luyện trước đó nữa, người duy nhất có thể đối kháng cùng bọn Long Tịch tứ đại sát phương. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì tu luyện có chút vấn đề, vô duyên với vòng thí luyện thứ ba. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Những tin tức này tự nhiên là đến từ ký ức Hắc y nhân ám dực, vừa nãy thi triển tam trọng chủng ma chi thuật khống chế tư tưởng, tất cả tin tức của Hắc y nhân ám dực đều bị Tiêu Phàm liếc nhìn một lần. Lấy năng lực Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được, tự nhiên nhớ kỹ. Cũng chính là bởi vì như thế, nội tâm Tiêu Phàm mới cực kỳ không được bình tĩnh, nguyên bản hắn coi là khống chế tư tưởng chỉ là khống chế ý chí và ý nghĩ một người mà thôi. Nào sẽ nghĩ đến, khống chế tư tưởng lại có thể khống chế hành vi người, thậm chí, người bị khống chế còn có ý thức độc lập bản thân, chỉ là suy nghĩ trong lòng người bị khống chế đều không thoát được Tiêu Phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm hiện tại quả thật có thể tùy tiện khống chế tính mệnh ám dực, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện giết chết ám dực, dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Mà Lôi Hạo bị nô dịch ý chí, mặc dù trước mặt Tiêu Phàm không có bất kỳ sức phản kháng, nhưng Tiêu Phàm cũng không có thủ đoạn ngàn dặm lấy tính mệnh của hắn. 5 năm trước, được Diêm La Phủ vô thường phán quan cứu, may mắn lĩnh ngộ hắc ám kiếm đạo ý chí, nhất cử đột phá chiến đế cảnh. Nếu như không phải bát phẩm chiến hồn có hạn, thời gian 4 năm sớm đã đột phá chiến đế đỉnh phong, không biết ta nói đúng không? Tiêu Phàm tựa như thầy bói, một đường nói hết. Ngươi làm sao biết, thân thể ám dực rung động kịch liệt, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, những sự tình này đều chỉ có hắn rõ ràng, Tiêu Phàm làm sao biết được? Cũng khó trách ám dực không được bình tĩnh như thế, hắn có loại cảm giác tư tưởng bản thân bị Tiêu Phàm khống chế, loại cảm giác này rất khó hiểu. Nhưng cụ thể lại nói không ra được. Nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, dù sao, nếu như bí mật bản thân đều trong nháy mắt không còn là bí mật, làm sao có thể bình tĩnh? Ngươi quên, ta là Tu La Điện Chủ. Tiêu Phàm híp hai mắt nói, đừng nói những sự tình này, ngay cả đêm tối lúc nào ăn uống ngủ nghỉ, có cái gì quen thuộc, hắn đều rõ. Ám dực nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một chưởng hướng về trán mình vỗ tới. Cũng đúng lúc này, đầu hắn bỗng lóe lên, tránh thoát chưởng cương trong tay mình, một màn này, càng làm cho ám dực xác định suy nghĩ trong lòng. Bản thân thực bị Tiêu Phàm khống chế, ngay cả năng lực tự sát đều không có. Vừa nãy cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý, đối với người môn giết ta, ta cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay, ngươi tốt nhất đừng nghĩ tự sát. Bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thần sắc Tiêu Phàm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Trong lòng lại bổ sung một câu, Diêm La Phủ đánh chiếm Huyết Lâu, ám dực thân làm tâm phúc vô thường phán quan, nên biết rõ không ít sự tình, giữ lại mạng hắn dù sao cũng có chút tác dụng. Ám dực kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, lúc này mới khôi phục bình tĩnh, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn. Tiêu Phàm vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, ngọc bài trong tay xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ, đang lấy tốc độ đáng sợ tới gần. Liền nhanh như vậy đã đến, đôi mắt Tiêu Phàm lóe qua một đạo lãnh quang, sau đó đưa tay bắt lấy bả vai ám dực, bạch thạch tản ra năng lượng bàng bạc xông vào thể nội hắn. Sau một khắc, thương thế trên người ám dực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, ám dực một mặt không thể tưởng tượng nổi cảm thụ bản thân biến hóa.
Đạo kiếm thương kia nếu như là dựa vào hắn mà nói, đoán chừng cần 1-2 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng hiện tại, không đến 3 cái hô hấp, kiếm thương liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có. Việc này khiến Ám Dực như thế nào tin tưởng, hắn hận không thể tát bản thân một cái, để chứng minh đây có phải chân thực hay không. Ngươi không cần cảm kích ta, bởi vì ngươi đối ta còn có chút giá trị lợi dụng. Tiêu Phàm đột nhiên buông bàn tay, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong cổ lâm. Cùng lúc đó, Ám Dực cảm giác đầu mình tựa như không nghe sai khiến, cũng hướng về một bên trong rừng bay đi. Chuyện gì xảy ra, thân thể ta làm sao không nghe sai khiến? Sắc mặt Ám Dực đại biến, ý thức hắn vẫn tồn tại, nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân. Hắn còn muốn nói chuyện, nhưng mà miệng quả thực là một chữ đều nói không ra, ngay sau đó khí tức hồn lực trên người cũng toàn bộ thu liễm. Mấy tức sau, nơi Tiêu Phàm cùng Ám Dực đứng đột nhiên xuất hiện 5 bóng người, trừ bọn Giang U Nguyệt còn có thể là ai? Tiêu Phàm, đi ra, chúng ta biết ngươi ngay tại nơi này, ngươi trốn không được. Con người Giang U Nguyệt băng lãnh nhìn tứ phương, trong tay hắn còn cầm một khối ngọc bài. Trên ngọc bài 6 điểm sáng lặp lại cùng một chỗ, khiến bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Tiêu Phàm ở địa phương nào. Dù sao, ngọc bài lớn như vậy, trong phạm vi nhỏ, tất cả điểm sáng là sẽ trùng nhau, Tiêu Phàm cũng là nghĩ tới chỗ này, cho nên mới không có trốn xa, mà là tiềm phục xung quanh. Lấy thực lực Tiêu Phàm, nếu như cố ý thu liễm khí tức, trừ phi chiến thánh cảnh, những người khác đều rất khó phát hiện. Giang sư huynh, ta xem Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này, một con rùa đen rút đầu mà thôi, nơi này lớn như vậy, chúng ta tách ra tìm, sau khi tìm được, những người khác lập tức vây quanh. Đường Phi Yến lạnh giọng nói, Tiêu Phàm giết đệ đệ nàng, hiện tại nàng hận không thể lập tức làm thịt Tiêu Phàm. Cũng tốt. Giang U Nguyệt gật gật đầu, bất quá vạn sự vẫn cẩn thận, Tiêu Phàm thực lực không tệ, không nên bị hắn đánh lén. Giang sư huynh yên tâm đi, hôm nay Tiêu Phàm hắn chắp cánh cũng khó trốn. Đường Phi Yến thần sắc lạnh lùng vô cùng. Chỉ có Vân Lạc Thần một bên cau mày một cái, thần sắc có chút ngưng trọng. 5 người Giang U Nguyệt phân tán về 5 phương hướng khác nhau. Tiêu Phàm trốn ở cách đó 20 mét, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, Ám Dực, lần này thật đúng là nhờ có ngươi, nơi này mới chính thức là thế giới sát thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi khát máu, xuyên thấu qua cành lá âm u, nhìn thấy một thân ảnh áo đen đang chậm rãi tới gần. Cảm nhận được hồn lực ba động trên người đối phương, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Người này vậy mà cũng là chiến đế đỉnh phong. Chưa đến 30 tuổi đã là chiến đế đỉnh phong, đoán chừng cũng chỉ có người chiến thần điện. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, sợ bại lộ vị trí bản thân. Hắn liền tựa như một người nông dân, chờ đợi bắt được con thỏ. Hơn nữa, giờ phút này dung mạo Tiêu Phàm đã không còn là bộ dáng của hắn, mà đã biến thành hình dáng của Lăng Thiên. Hắn rất chờ mong. Lúc chiến thần điện cùng Giang gia biết là Lăng Thiên giết người chiến hồn điện sẽ có biểu lộ thế nào. Tiêu Phàm sở dĩ giết chết Lăng Thiên bởi sớm đã nghĩ rất nhiều, chỉ cần hấp thụ chiến hồn Lăng Thiên, sau đó biến thành bộ dáng Lăng Thiên, dù là chiến thánh cảnh cũng không có khả năng nhìn ra bất cứ dị thường nào, lại càng không cần phải nói đến tu sĩ chiến đế cảnh. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn khinh thường phân cân thác cốt thủ, đến tận bây giờ Tiêu Phàm mới nhìn thẳng vào giá trị của phân cân thác cốt thủ. Khó trách được tu la truyền thừa ghi chép trong đó. Mẹ, thật đúng là cẩn thận quá mức. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng, cái khoảng cách 20 mét này, người kia mất thời gian vài phút, còn cách Tiêu Phàm mấy mét nữa. Đây không thể gọi là cẩn thận, mà gọi là tham sống sợ chết mới đúng. 5 mét, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn rốt cục không kìm nén được nữa, trong tay hắn nắm một cành cây lăng không vung lên, hư không đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí. Kiếm khí từ 4 phương 8 hướng khóa chặt người kia. Tiêu Phàm ở đây, đột nhiên, hắc y nhân kia quát một tiếng như sấm, chạy về phía sau. Quả nhiên là một kẻ tham sống sợ chết, Tiêu Phàm nhổ bãi nước bọt, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện lên một thiên hỏa kỳ lân to lớn, hồn lực ba động cùng uy thế đáng sợ xông thẳng 4 phương 8 hướng. Không cần hắc y nhân kêu, những người khác từ lâu đã cảm nhận được hồn lực ba động nơi đây, không chút do dự đánh về phương này. Có điều đúng lúc này, thời khắc một người trong đó quay người,
phía sau đột nhiên có một lợi kiếm huyết sắc bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Người kia phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị lợi kiếm huyết sắc xuyên thủng. Ngay sau đó, lợi kiếm huyết sắc rung nhẹ, người kia liền bị một kiếm giết chết, thân thể phân thành hai, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, mấy người Giang U Nguyệt chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuyên vào trong rừng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hóa ra lại là hai người. Giang U Nguyệt sầm mặt lại, trước đó rõ ràng là một mình Tiêu Phàm, làm sao lại biến thành hai người chứ? Trước đó nơi này rõ ràng chỉ có một điểm sáng màu đỏ. Đường Phi Yến còn sống trong lòng vẫn sợ hãi nói. Nếu như hắn vốn không có ngọc bài thì sao? Ánh mắt Giang U Nguyệt lạnh lùng, bỗng nhiên nhìn về phía vị trí Tiêu Phàm, sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói, khí tức này, là Lăng Thiên. Cũng khó trách Giang U Nguyệt kinh ngạc như thế, không phải người Lăng Thiên muốn giết nhất là Tiêu Phàm à, tại sao lại ở cùng một chỗ với Tiêu Phàm chứ? Ngược lại là Vân Lạc Thần một bên cau mày một cái, trong lòng hắn cũng có chút mờ mịt. Nếu như Lăng Thiên này là Tiêu Phàm, vậy người vừa giết người xong liền chạy trốn kia thì là ai? A, Giang Sư Huynh, cứu ta! Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ nơi không xa truyền đến. Cách nhiều hàng cây cổ thụ, ba người Giang U Nguyệt mặc dù không thấy rõ chỗ đó phát sinh chuyện gì, nhưng mà có thể rõ ràng cảm giác được khí tức thiên hỏa kỳ lân. Đáng chết! Giang U Nguyệt mang theo một loại nghi hoặc cùng phẫn nộ, không chút do dự xông lên. Đường Phi Yến không dám cách Giang U Nguyệt quá xa, người vừa mới chết kia bây giờ vẫn còn khiến nàng có chút kinh hồn táng đảm. Ngược lại, Vân Lạc Thần không nhanh không chậm đi theo phía sau. Bây giờ mới đến, đã muộn. Trong mắt Tiêu Phàm bắn ra hai tia lợi mang, bỗng nhiên vung ra một trường hồn lực đáng sợ đột nhiên đánh nát đầu hắc y nhân kia. Vừa rồi hắn để ám dực ra tay, chính là để thu hút lực chú ý của bọn Giang U Nguyệt, mặc dù chỉ là thời gian vài giây, nhưng đối với Tiêu Phàm đã là đủ. Một chiến đế đỉnh phong sợ mất mật, trong mắt Tiêu Phàm đã không có gì đáng uy hiếp, thực lực tên này, có lẽ còn kém hơn cả chiến đế hậu kỳ bình thường. Tiêu Phàm muốn giết hắn, căn bản không cần dùng tới thủ đoạn đặc biệt. Lăng Thiên, thực sự là ngươi, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị lui lại. Ba đạo thân ảnh cách đó không xa bay vụt tới. Giang U Nguyệt vẫn một mặt không tin nhìn Tiêu Phàm. Nếu chỉ là bề ngoài giống nhau như đúc thì cũng thôi, mấu chốt là khí tức hồn lực cũng đều giống nhau như đúc, ngay cả chiến hồn cũng không khác nhau chút nào. Không nói Giang U Nguyệt, dù là Lăng Thừa đạo phụ thân của Lăng Thiên đi tới nơi này, đoán chừng cũng sẽ cho rằng giờ phút này Tiêu Phàm chính là Lăng Thiên. Hắn rốt cuộc là Tiêu Phàm, hay là Lăng Thiên? Vân Lạc Thần cũng có chút không nắm chắc, nếu chỉ biến thành vẻ ngoài của một người khác thì hắn nghe nói có rất nhiều công pháp cùng chiến kỹ đặc thù có thể làm được. Tam đại tổ chức sát thủ tồn tại rất nhiều thủ đoạn dạng này, nhưng mà đến khí tức hồn lực cùng chiến hồn cũng có thể thay đổi, Vân Lạc Thần còn là lần đầu tiên được thấy, trước kia còn chưa từng nghe nói qua. Không phải ta, ngươi nói xem còn có thể là ai? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tại sao? Giang U Nguyệt lông mày vặn thành hình chữ xuyên, hắn đã nhận định đây chính là Lăng Thiên, nhưng mà hắn nghi hoặc là, Lăng Thiên tại sao phải giết bọn hắn? Phải biết, bọn hắn đều là người chiến thần điện, cho dù là người sắp tham gia dự tuyển, những người khác cũng không thể tùy ý nghiền sát. Bởi vì, người cũng phải chết, thanh âm lời nói của Tiêu Phàm chưa phát ra, liền đã xuất thủ, Giang U Nguyệt cho hắn một loại áp lực rất lớn, hắn không thể không ra tay trước để lấy thế mạnh. Hừ, Giang U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay trực tiếp nghênh lên, dù Tiêu Phàm có thể giết chết người hắn mang đến, nhưng hắn vẫn có chút khinh thường đối với thực lực Lăng Thiên. Bởi vì với thực lực của hắn, cũng có thể tùy tiện chém giết mấy người kia được như vậy. Giang Sư Huynh, ta tới giúp ngươi. Đường Phi Yến khẽ quát một tiếng, cũng đánh giết về hướng Tiêu Phàm. Vân Lạc Thần một bên cau mày một cái, thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất thủ. Sau đó đột nhiên xảy ra dị biến. Xuy, không gian phảng phất như bị đâm phá, truyền đến một thanh âm kêu to, một cỗ kiếm mang sắc bén xông thẳng tới sau tim Đường Phi Yến, thoáng cái cũng chỉ còn khoảng cách không đến một thước, một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương dọa cho sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Thời khắc vội vàng, Đường Phi Yến trở tay ra một kiếm, muốn đánh bật đạo huyết kiếm kia. Nhưng mà, tốc độ huyết kiếm rất nhanh, trực tiếp không màng đến công kích của nàng. Một kiếm xuyên thủng hồn hải nàng. Vân Lạc Thần biến sắc,
không chút do dự hướng thối lui về phía sau, một khắc vừa rồi kia, hắn cũng bị dọa đến lưng phát lạnh. Nhưng hắn may mắn là, huyết kiếm kia cũng không phải nhằm vào hắn. Tự tìm cái chết, Giang U Nguyệt thấy thế, phẫn nộ tới cực điểm, một chưởng chấn lại Tiêu Phàm, chuẩn bị đánh tới phía đạo hắc ảnh kia. Đối thủ của ngươi là ta, yên tâm, những người các ngươi, ta sẽ giết từng người một. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở trước người Giang U Nguyệt, căn bản không cho hắn cơ hội thoát thân. Giang U Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng mà trong mắt hắn, giờ phút này Tiêu Phàm lại là Lăng Thiên, đành phải giận dữ hét về phía Vân Lạc Thần, giết hắn cho ta. Vân Lạc Thần cau mày một cái, hắn rất khó chịu khi bị Giang U Nguyệt gào to như thế, nhưng mà, hắn lại có chút kiêng kỵ thực lực Giang U Nguyệt. Vân Lạc Thần, cái tên này giống như nghe qua ở đâu đó. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ánh mắt lập tức lóe lên, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Ngươi là Vân Lạc Thần, Vân Lạc Vũ của Đại Yến Vương Triều là gì của ngươi? Tiêu Phàm nhìn về phía Vân Lạc Thần truyền âm nói, cái tên này, hắn từng nghe Vân Lạc Vũ nói qua. Mặc dù hắn không nhớ rõ lắm, nhưng nhìn kỹ, Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Thần hai người này nhìn qua thật sự có chút giống nhau. Ta là đại ca của Vân Lạc Vũ. Vân Lạc Thần truyền âm, nghe được thanh âm này, hắn liền nhận ra Tiêu Phàm. Trước đó ngươi cứu ta, chẳng lẽ ngươi biết ta? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Vân Lạc Thần. Vân Lạc Thần không phải đã sớm rời khỏi Đại Yến Vương Triều rồi à, làm sao có thể quen biết mình chứ? Một tháng trước, ta về Đại Yến Vương Triều một chuyến, nghe Phụ Vương cùng Lạc Vũ luôn nhắc tới ngươi, muốn không biết đến ngươi thì cũng khó. Vân Lạc Thần truyền âm nói, trong giọng nói có chút khổ sở. Một tháng trước, hắn trở lại Đại Yến Vương Triều, nghe hai chữ Tiêu Phàm đến nhảm cả tai, hắn cũng nhớ rõ tên cùng tướng mạo Tiêu Phàm. Trở lại Vô Song Thánh Thành, Vân Lạc Thần lại nghe được tên Tiêu Phàm, vốn dĩ hắn tưởng rằng có hai Tiêu Phàm, nhưng mà lúc hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, trong lòng cũng kinh ngạc tới cực điểm. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tiêu Phàm liền trưởng thành đến cấp độ này, đến các đại thế gia cũng không làm gì được hắn. Còn muốn mời những người chiến thần điện như bọn hắn xuất thủ, điều này khiến Vân Lạc Thần làm sao tin được. Thế nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm này, chính là Tiêu Phàm của Đại Yến Vương Triều, bởi vì bên người hai Tiêu Phàm đều có một tiểu sư tử hoàng kim. Tiêu huynh đệ, đa tạ ngươi cứu Phụ Vương cùng người nhà ta. Vân Lạc Thần cảm kích phát ra từ nội tâm nói. Đây đều là việc nhỏ, ôn lại chuyện cũ thì một lúc nữa rồi tính. Nếu như ta giết sạch bọn hắn, sẽ không có ảnh hưởng gì đối với ngươi chứ. Con ngươi Tiêu Phàm hiện ra tia lạnh lẽo. Giang U Nguyệt trước mặt ngươi, là con trai Giang Thiên Vân, nếu như bọn hắn đều chết, mà ta còn sống, ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng. Có điều nếu ngươi thật sự giết hắn, ta sẽ rời khỏi Vô Song Thánh Thành. Vân Lạc Thần nói, con trai Giang Thiên Vân sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, thần sắc cũng biến hóa đa dạng. Vân Lạc Thần, ngươi còn ngây ra đó làm gì, giết đi. Giang U Nguyệt nhìn thấy Vân Lạc Thần nhất thời thất thần, lập tức giận dữ. Hai người đối thoại truyền âm trong thời gian rất ngắn, cũng không khiến Giang U Nguyệt phát hiện ra bất cứ điểm dị thường nào. Ngươi cùng hắn luận bàn đi, Giang U Nguyệt giao cho ta. Tiêu Phàm lại truyền âm nói, sau đó một chưởng đánh về hướng Giang U Nguyệt. Không thể không nói. Thực lực Giang U Nguyệt này vậy mà còn mạnh hơn rất nhiều so với Lăng Quân mà hắn từng giết, không hổ là người có tư cách tiến vào chiến thần điện. Giang U Nguyệt nhìn thấy Vân Lạc Thần cùng ám dực điên cuồng chiến đấu cùng nhau, lúc này mới đem tinh thần đặt ở trên người Tiêu Phàm, còn người lạnh lẽo tới cực điểm. Mặc dù hắn không biết Lăng Thiên tại sao muốn giết hắn, nhưng mà, hắn cũng không dám giết Lăng Thiên. Việc này nếu như bị Lăng gia biết được, dù cho Giang gia là đại gia tộc chiến hồn điện, đoán chừng cũng không chịu được lửa giận Lăng gia. Hắn mặc dù không giết Lăng Thiên, nhưng mấu chốt là Lăng Thiên muốn giết hắn. Lăng Thiên, người bị điên sao? Giang U Nguyệt phẫn nộ gào thét, một cỗ khí tức cuồng bá mà hung ác từ trên người hắn nở rộ ra. Trường cương hồn lực huyết sắc trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, mang theo một uy thế hoảng sợ đánh thẳng hướng Tiêu Phàm, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một huyết sắc nguyệt lượng vầng trăng màu máu. Huyết sắc nguyệt lượng tản ra khí thế huyết sát đáng sợ, chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng khiến người ta có chút phát cuồng, tựa như linh hồn đều bị luân hồi kìm hãm trong đó.
không ngờ lại là cửu phẩm chiến hồn huyết sát U Nguyệt. Con người Tiêu Phàm như lợi kiếm sắc bén tuyệt thế, nhưng trong đó còn có cả kinh hãi. Cỗ khí thế huyết sát kia khiến Tiêu Phàm cũng thất thần trong khoảng khắc, thiếu chút nữa thì mê muội trong đó, hắn dường như nhìn thấy một cảnh sát lục rộng lớn. Nếu như không phải ý chí tu la đủ mạnh, huyết sát U Nguyệt huyễn cảnh này liền có thể tùy tiện giết ta rồi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, không biết nuốt nó, có thể khiến U Linh chiến hồn đột phá gông cùm xiềng xích cuối cùng không? Nghĩ vậy, con người Tiêu Phàm nóng rực lên, trước đó nuốt hồn lực chiến hồn thiên hỏa kỳ lân của Lăng Thiên, lực lượng U Linh chiến hồn lại mạnh lên mấy phần, nhưng mà khoảng cách tới cửu phẩm chiến hồn vẫn còn có cách xa một bước. Mỗi lần hắn đều cảm giác chỉ kém một chút, điểm này, lại giống như một khe giữa trời, không thể vượt qua. Bát phẩm chiến hồn tương tự đối với U Linh chiến hồn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có cửu phẩm chiến hồn mới có thể giúp cho U Linh chiến hồn vượt cấp, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không ngờ cũng có mấy phần năng lực, thậm chí ngay cả huyết sát huyễn cảnh của ta cũng không làm gì được ngươi, hiện tại sợ hãi cũng đã trễ. Trong mắt Giang U Nguyệt lóe lên một tia kinh dị. Phải biết, một chiêu này của hắn có thể miểu sát được chiến đế đỉnh phong bình thường. Tiêu Phàm là một trong số ít những người có thể trong nháy mắt tránh thoát được. Tiêu Phàm nghe vậy, mặt coi thường, trong lòng khịt mũi, huyễn cảnh chỉ như vậy, so với tu la huyễn cảnh mà nói hoàn toàn không có một chút lực khiêu chiến nào, như vậy mà cũng muốn vây khốn ta. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Sắc mặt Giang U Nguyệt lạnh lùng, chữ chết vừa mới rơi xuống, huyết sắc quang mang vô cùng vô tận từ trên người hắn tản ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành lợi kiếm huyết sắc tại hư không đánh thẳng hướng Tiêu Phàm. Nói ngươi ngươi còn không tin, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, trong lòng gầm lên một tiếng, tỏa hồn. Ngay sau đó, một gợn sóng huyết sắc từ trên người hắn dập dần ra, trong nháy mắt, hư không tựa như đứng im, hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm huyết sắc định tại hư không. Giang U Nguyệt không hiểu vì sao, hắn chỉ cảm giác bản thân đột nhiên không thể khống chế huyết sát U Nguyệt. Còn nắm giữ cả công kích linh hồn, Tiêu Phàm nhìn chăm chú những huyết sắc kiếm khí đó, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, khí thế thiên hỏa kỳ lân tăng vọt, đánh tới về huyết sắc U Nguyệt kia, trong ánh mắt kinh hãi của Giang U Nguyệt, khí thế này một ngụm nuốt trọn huyết sắc U Nguyệt cao tới 10 trượng. Dù là biến thành thiên hỏa kỳ lân, U Linh chiến hồn vẫn nắm giữ năng lực thôn phệ chiến hồn, cửu phẩm chiến hồn này chính là một trong những thuốc bổ tốt nhất của nó. Ngươi muốn nuốt chiến hồn ta, thực là trò cười. Giữa khoảng hô hấp, Giang U Nguyệt đột nhiên phát hiện bản thân lại có thể cử động, trên mặt liền hiện vẻ cười lạnh. Có điều vẻn vẹn trong nháy mắt, thân sắc Giang U Nguyệt cứng ngắc tại đó, hắn phát hiện bản thân vậy mà mất đi liên hệ với huyết sát U Nguyệt. Chiến hồn của ta đâu rồi? Giang U Nguyệt gào thét, thời khắc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thiên hỏa kỳ lân đang nhai say sưa ngon lành, đúng là đang nhấm nuốt cái gì đó. Đột nhiên, Giang U Nguyệt lấy lại tinh thần, run giọng nói, Lăng Thiên, chiến hồn ngươi thực sự ăn chiến hồn của ta. Không thể nào, chiến hồn coi như cũng có thể bị thương, nhưng làm sao có thể bị ăn sạch. Giang U Nguyệt đầu lắc đung đưa như trống, trong thời gian ngắn hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này, chiến hồn chỉ là hồn lực đặc thù biến thành, làm sao có thể bị chiến hồn khác thôn phệ chứ. Thế nhưng nếu không tiếp nhận sự thật này thì có thể thế nào nữa? Nếu như đây không phải sự thực, vậy chiến hồn Giang U Nguyệt hắn đi đâu rồi? Lúc này, Giang U Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên hỏa kỳ lân to lớn, giận dữ hét, cái thứ cẩu ăn tạp nhà ngươi, trả chiến hồn lại cho ta. Vừa dứt lời, Giang U Nguyệt không chút do dự đánh tới không trung, thế nhưng, không có chiến hồn, hắn căn bản không có cách nào liên hệ được hồn lực bên trong hồn hải, thực lực hắn cũng chỉ mạnh hơn một chút so với tu sĩ phổ thông mà thôi. Tất cả những thứ này còn nhờ vào tố chất thân thể chiến đế cảnh của hắn tương đối mạnh. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm ở phía xa cười trên nỗi đau của người khác, Giang U Nguyệt hận không thể một bàn tay đập chết Tiêu Phàm, thế nhưng hiện tại, hắn đâu còn là đối thủ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Giang U Nguyệt, toàn thân Giang U Nguyệt run lên, tựa như một cô nương nhỏ yếu, bị một người đàn ông đói khát nhìn chằm chằm. Tiêu Phàm, cha ta là Giang Thiên Vân, còn nữa. Ta hiện tại là người dự tuyển chiến thần điện, nếu ngươi giết ta. Giang U Nguyệt vô cùng hoảng sợ, đành phải uy hiếp Tiêu Phàm. Ba, chỉ là lời còn chưa dứt, một thanh âm thanh thúy vang lên,
chỉ thấy một trưởng cương hồn lực to lớn hung hăng đập trên mặt Giang U Nguyệt. Thân thể Giang U Nguyệt bay ngược ra, trong miệng bay ra mấy ngụm máu, sau đó thân thể hung hăng nện xuống trên một cây đại thụ. Thực lực hắn mặc dù không còn nữa, nhưng mà cường độ thân thể thật đúng là rất lợi hại, trực tiếp nện đứt cây cổ thụ kia. Lăng Hiên, ngươi! Giang U Nguyệt bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Bởi vì răng cửa bị Tiêu Phàm đánh bay, Giang U Nguyệt không cách nào nói trong chữ, đến cả chữ Thiên cũng gọi thành Hiên. Cha ngươi là Giang Thiên Vân đúng không? Giang Thiên Vân là loại cẩu tạp chủng gì? Vẫn không để hắn nói hết lời, một cái tát của Tiêu Phàm lần nữa lại giáng xuống phía bên mặt kia của hắn, chậm chạp nói, thần nói, mặt trái đánh một cái, mặt phải cũng phải đánh một cái nó mới cân. Lời này lọt vào tai Giang U Nguyệt, khiến hắn xúc động muốn thổ huyết, cái này là thần nào nói, con mẹ nó ngươi có gan nói cho ta biết tên của thần kia, xem ta có đập chết hắn không. Đáng tiếc, hiện tại đến cơ hội nói chuyện hắn cũng không có, Tiêu Phàm cứ một bàn tay lại tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, một hàm răng đã bị đánh rụng toàn bộ, trong miệng máu tươi bắn tung tóe. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, cha ngươi là ai? Tiêu Phàm đi đến bên người Giang U Nguyệt. Một chân dẫm ở trên lồng ngực hắn, cười nhạt một cái nói. Ô, Giang U Nguyệt phẫn nộ giãy giụa, giờ phút này hắn không chỉ bị Tiêu Phàm đánh rụng răng, đến cả miệng cũng sưng vù, căn bản nói không ra lời. Một phó điện chủ chiến hồn điện, nói dễ nghe một chút thì là một phó điện chủ, nói không dễ nghe, chỉ là một con chó của chiến hồn điện mà thôi. Ta giết ngươi, hắn lại dám làm gì ta? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, chậm rãi nâng bàn tay lên. Chuẩn bị đánh về hướng trên đầu Giang U Nguyệt. Giang U Nguyệt khủng hoảng tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hắn nào nghĩ đến, bản thân sẽ chết ở chỗ này. Ta thế nhưng là chiến đế đỉnh phong, là người muốn gia nhập người chiến thần điện, làm sao có thể chết chứ? Hô, đột nhiên, một đạo lợi mang đánh tới từ phía sau Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, lách mình bay về một bên, lợi mang kia thật uổng công vô ích. Cùng lúc đó, một bóng trắng nắm lấy Giang U Nguyệt liền bỏ chạy về hướng trong rừng sâu, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm không tiếp tục truy sát, thân hình biến hóa một trận, sau đó biến thành hình dạng lúc đầu, nhìn qua phương hướng bóng trắng rời đi chậm chạp nói, không nghĩ tới Vân Thiên chỉ còn có con trai dạng này. Vân Lạc Thần, hy vọng cái mạng Giang U Nguyệt này có ích với ngươi. Rất hiển nhiên, vừa rồi người cứu Giang U Nguyệt đi chính là Vân Lạc Thần. Vốn dĩ Tiêu Phàm chuẩn bị giết Giang U Nguyệt, có điều hắn nghĩ đến nhiều thứ. Có lẽ giữ lại mạng Giang U Nguyệt, so giết hắn còn có ích hơn. Hơn nữa, nếu thật sự giết Giang U Nguyệt, về sau Vô Song Thánh Thành đoán chừng sẽ không có nơi nào để Vân Lạc Thần sống yên ổn. Dù sao, 8 người Giang U Nguyệt bọn hắn tới giết Tiêu Phàm, cuối cùng chỉ có một mình Vân Lạc Thần sống sót, giải thích thế nào cũng khó. Hiện tại Giang U Nguyệt tàn phế. Ngược lại là giúp Vân Lạc Thần một ân tình lớn, có lẽ có thể được Giang gia tín nhiệm cũng chưa biết chừng. Lúc này, ám dực chậm rãi đi tới, trong mắt là vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trói buộc trong lòng ám dực trong nháy mắt biến mất không còn gì nữa. Tiêu Phàm, người có gan thì giết ta đi. Ám dực nghiến răng nghiến lợi nói, cảm giác bị người khác khống chế khiến hắn vô cùng không thoải mái, còn khó chịu hơn cả so với giết hắn. Nếu như có thể tự sát, hắn đã sớm kết thúc sinh mệnh mình. Nhưng mà, mỗi khi hắn có suy nghĩ muốn tự vẫn, thân thể hắn liền không nghe theo sai khiến. Giết ngươi, đâu có đơn giản như vậy. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, đối với người muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không cảm thấy thương hại chút nào. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói, nếu như ngươi không muốn bị ta khống chế, lối thoát duy nhất, chính là cố gắng làm tốt những chuyện ta phân phó. Bằng không, ngươi cả đời muốn chết cũng không được. Ám dực nghe vậy, không khỏi lạnh run. Tu vi của Tiêu Phàm rõ ràng thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới, nhưng lại khiến hắn có chút cảm giác kinh hồn táng đảm. Nhất là câu nói sau cùng của Tiêu Phàm, khiến hắn có cảm giác đối mặt với chiến thánh, loại cảm giác này hắn đã từ rất lâu chưa từng có. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ám dực hít sâu một cái, hắn cũng rốt cục nhìn nhận rõ sự thật. Phải rồi, Diêm La Phủ tiến đánh Huyết Lâu là xảy ra chuyện gì vậy, người dù sao cũng là Tâm Phúc Vô Thường phán quan, hẳn là biết chứ. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi, ký ức của ám dực quá nhiều,
cũng không phải là mỗi chuyện của hắn Tiêu Phàm đều biết. Ám Dực nhíu nhíu mày, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe Vô Thưởng phán quan nói qua hai chữ truyền thừa. Truyền thừa, truyền thừa gì mà đủ khiến Diêm La Phủ không chút do dự hủy diệt hai đại tổ chức sát thủ khác. Tiêu Phàm cau mày một cái, Ám Dực nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt kỳ quái. Ngươi không phải nói tới Tu La truyền thừa chứ? Tiêu Phàm cũng không phải người ngu, tự nhiên trong nháy mắt nghĩ đến Tu La truyền thừa, có thể khiến cho tam đại tổ chức sát thủ liều mạng, cũng chỉ có truyền thừa này. Có lẽ vậy. Ám Dực cau mày một cái, trong mắt cũng lóe qua một tia ngưng trọng, trong lòng lại nói, đáng tiếc, xem ra sự nỗ lực của Diêm La Phủ cũng là uổng phí. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là Tu La Điện điện chủ, vậy Tu La Điện truyền thừa nhất định là ở trong tay Tiêu Phàm, Diêm La Phủ cố gắng nhiều năm như vậy cũng đều phí công. Lần trước Cận Tà không phải đã nói, bọn hắn đã tìm được vị trí Tu La truyền thừa à, chẳng lẽ Diêm La Phủ cũng có người phát hiện ra? Ha, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đột nhiên, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, lách mình xuất hiện ở trên cành cây, khoanh chân ngồi ở đó. Ám Dực, hộ pháp giúp ta, để lại một câu nói. Tiêu Phàm liền thi triển nhất tâm nhị dụng tiến vào trong trạng thái nhập định, sau đó hồn lực chìm vào bên trong hồn hải. Ám Dực lặng im nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, giờ phút này chính là thời điểm tốt nhất để giết Tiêu Phàm, nếu như bỏ lỡ, không biết đến ngày tháng nào mới có thể lấy lại tự do. Thế nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt Ám Dực nhìn về phía Tiêu Phàm có một tia kiêng kỵ. Tiêu Phàm dám trắng trợn nhập định như thế, nhất định là có thứ để dựa vào. Chỉ cần hắn xuất thủ, Tiêu Phàm nhất định sẽ không chút do dự ứng phó hắn. Cái chết thì Ám Dực hắn cũng không sợ, nếu như có thể chết, hắn đã sớm tự sát, điều hắn sợ chính là bị Tiêu Phàm tra tấn vô tình. Hít sâu một cái, Ám Dực đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không dám có bất luận tâm tư nào với Tiêu Phàm. Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Phàm lại hoàn toàn không kiêng dè nhiều như vậy, tâm thần nhìn chằm chằm U Linh chiến hồn bên trong hồn hải. Chỉ thấy U Linh chiến hồn bộc phát ra khí tức hồn lực đáng sợ, hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ tới bốn phương tám hướng trong hồn hải. Kim quang vốn sáng chói mắt, hồn hải lấp lánh ánh sao, trong nháy mắt vô cùng hắc ám, hồn lực bên trong hồn hải càng như là rồng hút nước, điên cuồng dũng mãnh lao vào trong U Linh chiến hồn. Cùng lúc đó, vị trí vòng xoáy hồn lực của U Linh chiến hồn cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, không ngừng khuếch tán, tựa như hắn lại đột phá. Hiện tại Tiêu Phàm không hề đột phá, vậy chỉ có một nguyên nhân có thể khiến cho U Linh chiến hồn tạo thành động tĩnh lớn như thế. U Linh chiến hồn muốn đột phá, Tiêu Phàm cao hứng thiếu chút nữa lộ ra ngoài mặt, trong lòng kích động tới cực điểm. Vừa nghĩ tới U Linh chiến hồn đột phá, Tiêu Phàm liền cực kỳ kích động, phải biết là hắn chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu rồi. Sau khi kích động, Tiêu Phàm còn có chút khẩn trương, tâm thần hắn nhìn chằm chằm U Linh chiến hồn. Sợ phát sinh cái gì đó ngoài ý muốn. Lần trước Tiêu Phàm trong không gian hư ảnh đen tối tại chiến hồn điện, sau khi U Linh chiến hồn thôn phệ không ít hồn lực cùng máu tươi của trái tim huyết sắc, Tiêu Phàm luôn cảm giác U Linh chiến hồn trở nên có chút khác biệt. Nhưng mà khác ở điểm nào, Tiêu Phàm lại không nói ra được, có điều hắn biết rõ, U Linh chiến hồn khẳng định không đơn giản. U Linh chiến hồn biến ảo thành một màn trời đen to lớn, bao phủ tới bốn phía hồn hải. Toàn bộ hồn hải đều trở nên đen kịt. Hơn nữa, như vậy vẫn chưa dừng lại, U Linh chiến hồn vẫn không ngừng khuếch tán, xuyên qua hồn hải, thẩm thấu vào bên trong huyết mạch hắn. Thời khắc tiến vào huyết mạch kia, chuyện khiến Tiêu Phàm sợ hãi phát sinh, bởi vì hắn phát hiện U Linh chiến hồn vậy mà chậm rãi biến mất. Không phải, nói cho đúng, là hóa thành từng tia sương mù màu đen dung nhập vào bên trong huyết mạch hắn. Chiến hồn tan trong huyết mạch. Đây không phải là năng lực mà chỉ có chiến thánh cảnh mới có thể nắm giữ sao? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, hiện tại hắn rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh trung kỳ, lại làm sao có thể khiến chiến hồn cùng huyết mạch hòa làm một thể chứ? Chẳng lẽ những người cửu phẩm chiến hồn khác cũng có thể hòa làm một thể cùng huyết dịch? Tiêu Phàm buồn bực, sau đó lại lắc đầu, lần trước hắn trợ giúp chiến hồn hai người Phong Lang cùng Ảnh Phong biến thành cửu phẩm, cũng không có tan trong huyết mạch. Chỉ là Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được U Linh chiến hồn tồn tại, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, U Linh chiến hồn liền có thể xuất hiện từ hư không. Hơn nữa,
Tiêu Phàm còn có thể cảm giác được sức mạnh thân thể mình đang nhanh chóng tăng lên, toàn thân hắn phóng ra quang mang kim sắc, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh vô cùng. Bất diệt kim thân đạt tới đỉnh phong, mắt Tiêu Phàm trợn tròn, dựa theo ghi chép về bất diệt kim thân, chỉ có đột phá chiến thánh cảnh, mới có thể tu luyện bất diệt kim thân tới đỉnh cao cảnh giới đệ tam trọng. Hiện tại U Linh chiến hồn tan trong huyết mạch, vậy mà khiến hắn thành công phóng ra một bước này, nếu bác lão biết rõ, đoán chừng cũng sẽ kinh ngạc vô cùng. Tiêu Phàm không ngăn cản U Linh chiến hồn cùng hắn huyết mạch dung hợp, bởi vì hắn không chỉ cảm nhận được sức mạnh thân thể đang tăng lên, mà ý chí, linh hồn hắn cũng đang phát sinh thay đổi đáng sợ. Ngay lúc đó, huyết mạch hắn cũng bắt đầu sôi trào lên, tựa như nước đun sôi, vô tận chiến quyết tự hành vận chuyển, trợ giúp U Linh chiến hồn dung hợp cùng huyết mạch. Thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn mà tới, tất cả đều tràn vào trong cơ thể Tiêu Phàm, thiên địa linh khí xung quanh mấy trăm dặm cơ hồ mấy giây sau đều bị rút hết. Quanh thân Tiêu Phàm nhấc lên một trận phong bạo thiên địa linh khí. Ám Dực cách đó không xa nhìn thấy một màn này, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn theo bản năng muốn rời đi, nhưng mà lại phát hiện bản thân hoàn toàn không mảy may cử động được. Một cỗ áp lực mênh mông hô trời gọi đất quét sạch ra, đặt ở giữa tâm hắn, giống như bị một tòa núi lớn đè lên. Lực lượng thánh vực, Ám Dực kinh hô, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm. Hắn đã từng được chứng kiến loại lực lượng này từ trên người Vô Thường Phán Quan, nhưng mà không đáng sợ như Tiêu Phàm thế này. Vốn dĩ trong lòng Ám Dực còn ôm một chút suy nghĩ đánh lén Tiêu Phàm, nhưng mà hiện tại, hắn trong nháy mắt dập tắt suy nghĩ trong đầu kia, nếu là đánh lén Tiêu Phàm không thành công, khẳng định sẽ sống không bằng chết. Tiêu Phàm ngay từ đầu còn thi triển năng lực nhất tâm nhị dụng, thỉnh thoảng chú ý đến nhất cử nhất động bốn phía, lúc ý nghĩ trong đầu Ám Dực truyền đến, Tiêu Phàm rốt cục cũng buông lòng. Trong lòng hắn cũng vỗ lên sóng lớn, U Linh chiến hồn tan trong huyết mạch vậy mà tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Trong chớp nhoáng này, xung quanh Tiêu Phàm hơn 10 dặm hết thảy không thoát được mắt hắn, hắn chỉ cảm giác linh hồn bản thân được thăng hoa vô tận. Chậm rãi, hồn lực vòng xoáy ngưng tụ U Linh chiến hồn trong hồn hải cũng biến mất không thấy gì nữa. Có điều Tiêu Phàm không có bất kỳ lo lắng gì, bởi vì hắn phát hiện, mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt của bản thân, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hấp thu thiên địa linh khí. Dù là không có hồn lực vòng xoáy trợ giúp, tốc độ hắn hấp thu thiên địa linh khí cũng không mảy may chậm đi, thậm chí còn nhanh hơn mấy phần. Theo thời gian chuyển rời, U Linh chiến hồn càng ngày càng nhỏ, bên trong hồn hải lại khôi phục vẻ sáng tỏ, cuối cùng, U Linh chiến hồn hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn hòa làm một thể cùng huyết mạch Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, đầu Tiêu Phàm cảm giác một trận không rõ, một cỗ ý chí trùng kích rồi rào quét sạch đầu óc hắn, Tiêu Phàm dường như cảm nhận được thanh âm nhịp tim phù phù. Thanh âm này khiến Tiêu Phàm có loại cảm giác rất tinh tường, tựa như giống với thanh âm quả tim huyết sắc ở không gian tối tăm của chiến hồn điện đang đập. Ngay sau đó, Tiêu Phàm tựa như nhìn thấy từng bức tranh, trong những hình ảnh kia, có một hư ảnh che khuất bầu trời. Giống như một lưới trời, không thấy điểm cuối. Sau đó lại có từng đợt lời nói vang lên trong đầu hắn, ngôn ngữ kia vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Thanh âm kia, dường như xuyên qua vạn năm, vượt qua không gian thời gian, khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút không chân thực. Thí thần, cuối cùng, Tiêu Phàm chỉ nhớ được hai chữ, cũng thực sự là hai chữ này khiến nhịp tim Tiêu Phàm tăng lên, thí thần, chẳng lẽ là thí sát chiến thần? Chiến thần! Đây chính là cấp cao nhất tồn tại ở chiến hồn đại lục, qua vô số tuế nguyệt, đã không ai nhìn thấy chiến thần chân chính, lại có ai dám không biết tự lượng sức mình mà thí thần. Tiêu Phàm không thể tin được, những hình ảnh cùng tin tức này đều đến từ U Linh chiến hồn, trong đầu hắn vô cùng nghi hoặc, U Linh chiến hồn rốt cuộc là thứ gì? Nó có thể thôn phệ chiến hồn cùng hồn lực, lại có thể biến thành vạn vật, còn có thể tăng tốc độ tu luyện, chí ít, Tiêu Phàm chưa từng nghe nói qua chiến hồn dạng này. Trong lòng Tiêu Phàm, giá trị U Linh chiến hồn căn bản không thể kém hơn so với Tu La truyền thừa, thậm chí, Tiêu Phàm có loại cảm giác, hắn điều động lực lượng U Linh chiến hồn cho tới nay còn chưa được một phần vạn lực lượng chân chính của nó. Ta lĩnh ngộ đệ tam trọng của Tu La ý chí. Đột nhiên, Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa, chính trong chớp nhoáng này, Tu La ý chí của hắn cường hãn hơn vừa rồi gấp bội. Tiêu Phàm dò xét một phen, lúc này mới phát hiện. Tu La ý chí của hắn không chỉ lĩnh ngộ được đệ tam trọng, còn mơ hồ tiếp xúc đến tứ trọng.
hắn mới nhớ tới, vừa rồi có một cỗ ý chí hồng lưu trùng kích vào đầu óc hắn, lại suýt chút thì đẩy tu la ý chí lên cảnh giới tứ trọng. Bây giờ chỉ cần lĩnh ngộ tam trọng bất hủ ý chí, là hắn có thể đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có cảm giác, chỉ cần hắn đột phá chiến đế hậu kỳ, tu la ý chí nhất định sẽ phá bỏ gông cùng xiềng xích tứ trọng, thuận lợi đạt tới cảnh giới viên mãn. U linh chiến hồn, thật đúng là không đơn giản. Tiêu Phàm thở dài một hơi từ đáy lòng, trong lòng hắn âm thầm có chút cảm giác bất an. Trước kia hắn cho rằng U linh chiến hồn chỉ là một chiến hồn tương đối đặc thù, dù sao Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy chiến hồn có thể không ngừng tăng cấp. Nhưng mà hiện tại xem ra, U linh chiến hồn cũng không chỉ đơn giản như vậy, chỉ với việc nó có thể khiến tu la ý chí trong nháy mắt đột phá tam trọng, thậm chí tứ trọng, liền có thể chứng minh điểm này. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân thật có chút xem thường U linh chiến hồn, khiến hắn trước đó còn tùy ý triển lộ ra trước mặt người khác. Đã đi tới bước này, liền không có đường quay lại. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, con người kiên nghị vô cùng. Một nơi của chiến hồn đại lục, một dãy núi nguy nga như một chuôi thần kiếm chọc vào mây xanh, bắt đầu từ sườn núi liền bị mây mù bao phủ, không có ai thấy rõ đỉnh của nó. Có điều, chiến hồn đại lục có một truyền thuyết, ngọn núi này chính là ngọn núi đệ nhất chiến hồn đại lục, ngạo nghễ quan sát đất trời. Xa xa nhìn lại, có một thềm đá nhỏ bé hẹp dài thông hướng chỗ sâu mây mù, còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đang từng bước một leo lên dọc theo thềm đá. Trong đó không thiếu cường giả chiến đế cảnh, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía đỉnh dãy núi đều là vẻ thành kính. Nếu người không biết nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, loại ánh mắt thành kính này, thực sự là biểu hiện của tu sĩ chiến đế cảnh sao? Cũng đúng lúc này, ngọn núi đột nhiên hơi rung động một cái, mặc dù cũng không phải là rung động mãnh liệt, nhưng lại khiến xung quanh ngọn núi ầm ĩ lên. Chuyện gì vậy? Tại sao ta cảm giác thiên thần phong vừa rồi rung động một cái? Động đất sao? Đùa cái gì chứ? Thiên thần phong chính là ngọn núi đệ nhất của chiến hồn đại lục, giống như đỉnh thiên thần trụ, hơn vạn năm cũng không mảy may rung động, làm sao có thể động đất chứ? Cũng phải, có điều vừa rồi ta cũng cảm nhận được chấn động khẽ, có thể là một vị đại nhân nào đó đột phá, tạo thành uy thế quá lớn, khiến cho chúng ta sinh ra huyễn cảnh. Mọi người tốt nhất nên yên tĩnh lại, đừng quấy nhiễu các vị đại nhân. Nếu không cho dù chết cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm của chúng ta đâu. Sau giây phút ầm ĩ ngắn ngủi, trên ngọn núi chỉ còn lại một khoảng tĩnh mịch, rất nhiều tu sĩ tiếp tục leo lên, bước từng bước một, không ai dám mảy may nghĩ gì nữa. Đồng thời, ở một tòa cung điện nguy nga trên đỉnh mây mù, đột nhiên có mấy thân ảnh tụ tập tại cửa ra vào, trên thân mỗi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn rất muốn vào đại điện, nhưng mà lại không dám tự tiện xông vào. Tựa như đang đợi người nào đó cho phép. Tất cả vào đi. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu mà tang thương vang lên, cùng lúc đó, đại điện ầm vang mở ra, mấy người ở cửa ra vào nơm nớp lo sợ đi vào. Bên trong đại điện, trống rỗng không một bóng người, có điều phía trên thủ tọa lại là một đạo kim sắc lôi điện phiêu đáng, lôi điện nhìn qua rất bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một cỗ uy năng đáng sợ. Tựa như chỉ cần truyền nhiễm một chút, liền có thể lấy đi tính mệnh chiến thánh. Bái kiến điện chủ đại nhân. Mấy người tiến vào đại điện, không chút do dự quỳ lạy về phía đoàn kim sắc lôi điện kia, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vội vàng hấp tấp có chuyện gì? Thanh âm hùng hậu lần nữa vang lên, một cỗ uy nghiêm không thể địch nổi bao phủ cả tòa đại điện. Hồi bẩm điện chủ đại nhân, đệ nhất thiên lao truyền đến dị động. Một lão giả áo xám dẫn đầu hít sâu một hơi nói. Nghe vậy, kim sắc lôi điện tựa như kích động lên, hơi rung động mấy lần, run giọng nói, nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện rồi. Người quỳ phía dưới nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, trong mắt bọn họ, điện chủ đại nhân cho tới bây giờ đều không quan tâm hơn thua, hôm nay sao vậy? Chẳng lẽ đồ vật bên trong đệ nhất thiên lao quan trọng như vậy à, lại có thể khiến điện chủ đại nhân xúc động? Bên chiến hồn điện thế nào? Kim sắc lôi điện tiếp tục nói. Nghe vậy, thần sắc lão giả áo xám càng khó nhìn, bên chiến hồn điện nói, từ 11 năm trước, chiến hồn điện liền phát sinh dị động, hơn nữa, sau 8 năm liên tục năm nào cũng có dị động, năm nay lại phát sinh một lần dị động. Tại sao bây giờ mới báo? Ngữ khí kim sắc lôi điện trở nên vô cùng băng lạnh, khí tức trong đại điện đều ngột ngạt vô cùng.
người quỳ gối giữa đại điện, không một ai dám nói chuyện. Nói, kim sắc lôi điện lấp lóe, một cỗ uy áp tràn đầy xông thẳng tới mấy người bị dọa nằm rạp trên mặt đất, đến trốn cũng không dám trốn, căn bản trốn cũng không được, toàn bộ mấy người phun ra một ngụm máu tươi. Hồi bẩm điện chủ đại nhân, mấy lần trước chiến hồn điện chỉ dị động nhỏ một chút, cũng không cảm nhận được, về sau mới phát hiện ra. Sau đó lại có 6 lần dị động liên tục, bọn hắn tưởng rằng chiến hồn điện xảy ra vấn đề, cho nên không lên báo. Áo xám lão giả lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ nói. Đến tận thời điểm gần đây, chiến hồn điện dị động lớn, lúc này bọn hắn mới báo cáo cho chúng ta. Điện chủ đại nhân đang bế quan, cho nên thuộc hạ chưa báo. Lão giả áo xám lại bổ sung một câu. Nói xong câu đó, đầu lão giả áo xám đã cúi sát xuống mặt đất, chờ điện chủ đại nhân kia trừng phạt. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, điện chủ đại nhân lại vô cùng bình tĩnh, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng được buông xuống. Hiện tại, trong lòng điện chủ đại nhân cũng vô cùng kinh ngạc, 10 lần dị động liên tục cũng vượt qua hắn dự liệu, hoàn toàn không nên xuất hiện tình huống dạng này. Chiến hồn điện dù có dị động, lẽ ra cũng chỉ nên dị động một lần. Chiến hồn điện có trái tim của nó, dị động có lẽ không phải là giả. Điện chủ đại nhân trong lòng trầm ngâm, sau đó lại nghĩ, mặc kệ chiến hồn điện thế nào, hiện tại dị động bên trong đệ nhất thiên lao nhất định là thực, điều này chứng minh có lẽ nó xuất hiện rồi. Tất cả mọi người nghe lệnh, bản điện chủ tạm thời không thể nào xuất quan, hiện tại có 3 việc giao các ngươi đi làm tốt, chuyện trừng phạt lần này sẽ bỏ qua, làm không tốt, tất cả mọi người đầu rơi xuống đất. Bên trong kim sắc lôi điện lại truyền tới thanh âm điện chủ đại nhân. Rõ. Nghe vậy, mấy người trong lòng vui vẻ, cung kính đáp, căn bản không có bất kỳ sự phản đối nào, bọn hắn đã biết rõ tính cách vị điện chủ đại nhân này. Thứ nhất, tra tìm nguyên nhân 10 lần chiến hồn điện dị động, nếu như có quan hệ tới một vài người, trực tiếp bắt tới thiên thần phong, chờ bản điện chủ xử trí. Thanh âm điện chủ đại nhân lạnh lùng vang lên, nhớ kỹ, bản điện chủ ta cần là người sống, không phải người chết. Vâng, điện chủ đại nhân. Mấy người nào dám thắc mắc, không chút do dự gật đầu. Thứ hai, trông coi đệ nhất thiên lao cho tốt, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào, cho đến khi bản điện chủ xuất quan. Thứ ba, qua thời gian ngàn năm, người có tu la truyền thừa cũng đã xuất hiện, các ngươi tăng tốc điều tra, mặt khác, nhanh chóng điều tra tin tức truyền thừa điện. Điện chủ đại nhân tiếp tục nói xong một hơi, ngữ khí không cho phép ai cãi lại. Thuộc hạ tuân mệnh. Mấy người cúi rạp trên mặt đất, cùng đồng thanh đáp. Lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, kim sắc thiểm điện kia đã không thấy tăm hơi. Mấy người như chút được gánh nặng, lúc này mới phát hiện, mồ hôi đã đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Mỗi lần tới bái kiến vị đại nhân này, đều là cảm giác như vậy, tựa như đang chạy một vòng trong quỷ môn quan. Cung tiễn điện chủ đại nhân. Mấy người cung bái một tiếng, sau đó đồng loạt rời khỏi đại điện. Lúc mấy người xuất hiện ở bên ngoài đại điện, lão giả áo xám lúc này mới nhìn về phía đám người nói, các vị, mệnh lệnh của điện chủ đại nhân chắc hẳn mọi người khác trong tâm khảm, các vị có suy nghĩ gì không? Đại trưởng lão, ta nghe nói khoảng thời gian trước, Diêm La Phủ nhất thống bát vực, hiện tại chỉ còn lại Nam vực, có lẽ có quan hệ tới người được tu la truyền thừa. Trong đó một trung niên chừng 40-50 tuổi mở miệng nói. Lão giả áo xám gật gật đầu. Nhìn về phía đám người nói, đây chỉ là chuyện thứ ba, nếu Tư Không Vũ biết, liền giao cho Tư Không Vũ đi làm đi. Chuyện thứ hai liền giao cho bản tọa tự mình trấn thủ đệ nhất thiên lao. Chuyện thứ nhất, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, liền giao cho hai người các ngươi, dù sao các ngươi cũng cách rất gần chiến hồn điện, thuận tiện làm việc. Được, mấy người gật gật đầu, không có ai dám hỗn với mệnh lệnh đại trưởng lão lão giả áo xám. Vậy cứ như thế, tán ra đi. Đại trưởng lão khoát tay một cái nói. Thời khắc đám người rời đi, hắn lại truyền âm cho đám người nói, mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta đều là châu chấu trên một sợi thừng. Mấy người trịnh trọng gật đầu, sau đó biến mất ở trước cung điện. Vô Song Thánh Thành, Thượng Trọng Thiên Lăng Gia. Là ai? Một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét từ phủ đệ Lăng Gia xông lên tận trời cao, vang vọng mây xanh, đám mây chân trời nổ tung. Sát khí đáng sợ như thủy triều mãnh liệt tràn ra tứ phương.
Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vị trí Lăng gia, không biết vì sao, rất nhiều người nghe cái liền nghe ra thanh âm kia, hẳn là Lăng Thừa Đạo. Gia chủ Lăng gia tại sao lại tức giận như vậy? Qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng thấy hắn nóng giận, mấy ngày trước bị Tiêu Phàm kia làm cho tức giận còn là lần thứ nhất. Không biết, ta cứ cảm giác có đại sự sắp phát sinh, đường đường chiến thánh lại tức giận như thế, nhất định không phải việc nhỏ. Trong khoảng thời gian này Vô Song Thánh Thành thật đúng là không được yên tĩnh, cảm giác đến không khí cũng ngột ngạt hơn rất nhiều, có lẽ, Vô Song Thánh Thành sắp nghênh đón kiếp nạn có tính hủy diệt. Tu sĩ Thượng Trọng Thiên nhìn qua vị trí phủ đệ Lăng gia, ánh mắt có chút thất thần. Phủ Lăng gia, Lăng Thừa Đạo ngồi bên trong đại sảnh, bàn trà bên cạnh bị một bàn tay hắn đánh thành bột mịn, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt băng hàn tới cực điểm. Trong đại sảnh, những người khác lặng im như ve mùa đông, một câu cũng không dám nói. Bất luận là ai, dám giết con ta, đều phải tru di cửu tộc. Lăng Thừa Đạo cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, nói giống ra từng chữ. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, vài ngày trước nữ nhi hắn sủng ái nhất đã chết, mà hiện tại, Nam Vực Đại Bỉ vừa mới bắt đầu, con trai Lăng Thiên của hắn lại chết. Phải biết, Lăng Thiên là người thừa kế chức gia chủ Lăng gia, trong tất cả con cái của hắn, cũng chỉ có Lăng Thiên phù hợp tính cách cùng yêu cầu của hắn, còn những người khác hắn đều thấy chướng mắt. Dù Lăng Phong thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn, hắn cũng căn bản không nghĩ tới để Lăng Phong làm người thừa kế gia chủ Lăng gia, dù sao, Lăng Phong chỉ là con thứ mà thôi. Gia chủ, Thiên Nhi trước đó nói, chỉ cần đi vào sát lục cổ địa, hắn sẽ liên thủ đám người Giang U Nguyệt con của Giang Thiên Vân để diệt sát Tiêu Phàm. Hiện tại Thiên Nhi xảy ra chuyện, nhất định là Tiêu Phàm gây ra. Một trưởng lão Lăng gia mở miệng nói, bên trong ánh mắt lóe qua sát khí. Tiêu Phàm, Lăng Thừa Đạo nghiến răng nghiến lợi phun ra một thanh âm, cơ hồ đã mất lý trí, hận không thể lập tức tiến về sát lục cổ địa diệt sát Tiêu Phàm. Trong sát lục cổ địa phong cấm tất cả hồn giới, Tiêu Phàm kia hình như là tay không đi vào, với thực lực Thiên Nhi, Tiêu Phàm không có cửu giai khôi lỗi thú thì làm sao có thể giết chết Thiên Nhi được. Một trưởng lão khác bác bỏ. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo bốn phía, hắn lại vội vàng bổ sung một câu, mặc dù Tiêu Phàm cũng đáng chết, nhưng mà chúng ta cũng nên tìm ra hung phạm. Những người khác nghe vậy, lúc này mới gật đầu, trưởng lão kia toát mồ hôi lạnh, bản thân suýt chút nữa thì biến thành người ủng hộ Tiêu Phàm, vẫn may phản ứng nhanh, kịp thời đổi giọng. Gia chủ, Giang Vân Thiên cũng là chủ trì Nam Vực Đại Bỉ lần này, có lẽ hắn có phương pháp tiến vào sát lục cổ địa, dù là không có. Vậy chắc cũng có biện pháp liên hệ tu sĩ sát lục cổ địa. Lại một trưởng lão khác mở miệng nói. Nghe vậy, Lăng Thừa Đạo ánh mắt lạnh lẽo, hắn nôn nóng muốn báo thù cho Lăng Thiên, bất luận là biện pháp gì cũng phải thử một lần. Nghĩ vậy, Lăng Thừa Đạo trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hiển nhiên là đi tìm Giang Thiên Vân. Không bao lâu sau, Lăng Thừa Đạo liền tìm tới Giang Thiên Vân. Cái gì, Lăng Thiên chết rồi. Giang Thiên Vân nghe được tin tức Lăng Thiên chết, bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hắn biết rõ, Lăng Thiên hành động chung cùng con trai Giang U Nguyệt của hắn. Lăng Thiên thân là Thánh Thành Bát Tuấn, chiến lực cũng không yếu hơn chiến đế đỉnh phong, đến hắn cũng chết, Giang U Nguyệt há không phải cũng đang nguy hiểm. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao, mệnh bài Thiên Nhi vỡ vụn, ngoài việc bị chết ra thì còn khả năng nào nữa? Lăng Thừa Đạo thần sắc lạnh như băng nói. Giang huynh, lần này đến đây, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một tay, có thể cho ta tiến vào sát lục cổ địa được không? Sát lục cổ địa đã phong bế, trừ phi Nam Vực Đại Bỉ kết thúc, bằng không ai cũng không thể ra vào. Giang Thiên Vân đắng chát lắc đầu, sau đó lại nói, có điều, nếu như Lăng huynh chỉ muốn biết là ai giết Lăng Thiên, ngược lại là không khó. Vậy là đủ, chỉ cần Nam Vực Đại Bỉ kết thúc, bất luận là ai giết con ta, kẻ đó đều phải chết. Trong mắt Lăng Thừa Đạo hung quang bắn ra bốn phía. Giang Thiên Vân gật gật đầu, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội trắng trong tay, ngọc bài rất kỳ lạ, chỉ có nửa miếng, nhưng bên trên lại có vô số đường vân, quả thực là hết sức kỳ lạ. Đây là âm dương tử mẫu ngọc, nhìn thấy miếng ngọc bội này, con người Lăng Thừa Đạo khẽ run lên, hắn biết rõ ngọc bội này rất trân quý. Âm dương tử mẫu ngọc, chính là cửu phẩm hồn binh đặc thù, nó không có bất kỳ lực công kích nào. Nhưng lại nắm giữ một tác dụng đặc biệt, đó chính là truyền âm. Dù là cách xa mấy vạn dặm,
chỉ cần dùng hồn lực kích hoạt đường vân trong miếng âm dương tử mẫu ngọc này, một miếng khác trong nháy mắt sẽ cảm ứng được, chính là công cụ đối thoại đưa tin cách không. Giá trị của nó vô cùng chân quý, dù là vô song thánh thành cũng cực kỳ hiếm có, thậm chí ngay cả lăng thừa đạo cũng không có, đây cũng là nguyên nhân hắn kinh ngạc. Đương nhiên, cũng không phải với nội tình lăng gia không mua nổi âm dương tử mẫu ngọc, mà là âm dương tử mẫu ngọc này cơ hồ là muốn mà không thể cầu, bởi vì nó cũng không phải là do người điêu khắc ra được, mà là tự nhiên sinh ra. Lăng huynh thật có mắt nhìn. Giang Thiên Vân gật gật đầu, trong con người có một vẻ tự kiêu, âm dương tử mẫu ngọc này, tìm khắp cả vô song thánh thành đoán chừng cũng chỉ có Giang gia hắn có. Mong Giang huynh hỗ trợ. Chỗ sâu đáy mắt lăng thừa đạo lóe qua một vẻ tham lam, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Giang Thiên Vân gật đầu, từng tia hồn lực tràn vào bên trong âm dương tử mẫu ngọc trong tay, sau một khắc, ngọc bội trắng quang mang hừng hực, Giang Vân Thiên lập tức mở miệng nói, U Nguyệt, người hiện tại thế nào? Giờ phút này, thung lũng giết chóc trong một khoảng rừng rậm rạp, Vân Lạc Thần nhìn Giang U Nguyệt đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia sát ý. Có điều sát ý này lại lặng lẽ trôi qua, đúng lúc này, Giang U Nguyệt đã mở mắt, mặc dù trên mặt vẫn bầm dập, nhưng mà không còn nguy hiểm đến tính mạng. Vân sư đệ, lần này đa tạ ngươi, vẫn may trên người ngươi mang theo đan dược. Giang U Nguyệt bị đánh gãy răng, nói chuyện không được rõ lắm. Giang sư huynh khách khí rồi, ngươi là sư huynh đệ của ta, cứu ngươi là việc nên làm. Nếu như gặp phải tình huống thế này, sư huynh cũng sẽ cứu ta như vậy. Vân Lạc Thần lắc lắc đầu nói. Đương nhiên. Giang U Nguyệt không chút do dự nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, Giang U Nguyệt hắn làm sao có thể mạo hiểm tính mạng đi cứu những người khác chứ? Ai, lần này vốn là đáp ứng Lăng gia, đến để giết chết Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng không tìm được Tiêu Phàm, Lăng Thiên lại đột nhiên như nổi điên ứng phó chúng ta. Vân Lạc Thần thở dài, trên người còn có sát ý lấp lóe. Lăng Thiên, Giang U Nguyệt nắm đấm nắm chặt, mặc dù không còn chiến hồn, nhưng sát ý trên người hắn vẫn rất khủng bố, thù này không báo, Giang U Nguyệt ta thể không làm người. Đột nhiên, Giang U Nguyệt cảm giác bên hông truyền đến một hồi hồn lực ba động, nơi đó có cất nửa miếng ngọc bội trắng, kích cỡ không khác lắm so với miếng trong tay Giang Thiên Vân kia. Trước đó bị Tiêu Phàm tra tấn, quần áo đều bị rách tả tơi, may mắn là, cái âm dương tử mẫu ngọc này vẫn còn. Nhìn thấy âm dương tử mẫu ngọc phát ra quang mang nhàn nhạt, ánh mắt Giang U Nguyệt lập tức sáng lên, đưa một tia hồn lực tiến vào bên trong ngọc bội. Sau một khắc, một thanh âm truyền đến, U Nguyệt, ngươi hiện tại thế nào? Nghe được thanh âm này, Giang U Nguyệt lập tức giống như một hài tử bị người khác khi dễ, nước mắt cũng nhịn không được trào ra, hận không thể nói ra toàn bộ khổ sở trong lòng. U Nguyệt, ngươi nói gì đi? Thời khắc Giang U Nguyệt trầm mặc, thanh âm Giang Thiên Vân sốt ruột truyền đến. Lăng Thiên chết. Hắn lo lắng nhất chính là an nguy Giang U Nguyệt. Cha, Lăng Thiên phế ta rồi. Giang U Nguyệt cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ gào thét, ngữ khí vô cùng nghẹn ngào. Cha, Lăng Thiên phế ta rồi. Thanh âm phẫn nộ của Giang U Nguyệt quanh quẩn tại hư không. Vân Lạc Thần thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vẻ quái dị. Khi thấy bên trong ngọc bội kia truyền đến thanh âm Giang Thiên Vân, Vân Lạc Thần cũng vô cùng kinh ngạc. Đây chính là một không gian thần bí, vậy mà cha con Giang gia có thể nói chuyện cách xa nhau như vậy. Thế nhưng, không đợi hắn lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, liền nghe được lời nói của Giang U Nguyệt, trong lòng có chút co lại, mẹ nó, một chiêu này của Tiêu Phàm thực quá hung ác đi. Vân Lạc Thần đã có thể tưởng tượng ra biểu lộ của Giang Thiên Vân giờ phút này cùng với chuyện sắp tới sẽ phát sinh. Giang gia phủ đệ, Giang Thiên Vân thấy Giang U Nguyệt không có hồi âm. Thần sắc cũng ngày càng lo lắng. Nhưng mà, đến lúc hắn chuẩn bị nói tiếp, phía trên ngọc bội đột nhiên vang lên một thanh âm. Cha, Lăng Thiên phế ta rồi. Thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ quanh quẩn trong phòng, trong thanh âm kia thậm chí còn có mấy phần nghẹn ngào. Sắc mặt Giang Thiên Vân trong nháy mắt biến thành băng lạnh. Hắn biết rõ con trai của mình, mặc dù bình thường được sủng ái, nhưng nó luôn đổ máu chứ không đổ lệ. Bây giờ Giang U Nguyệt đã đột phá đến chiến đế cảnh đỉnh phong, vậy mà lại khóc. Người làm cha như Giang Thiên Vân lập tức bộc phát tình yêu con, thiếu chút nữa thì muốn bạo tẩu. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lăng Thừa Đạo một bên nói, Lăng Thừa Đạo, người cố ý đến nói cho ta biết,
con trai ngươi phế con trai của ta sao? Không phải. Lăng Thừa Đạo liền vội vàng lắc đầu, hắn nhưng trong lòng thì hơi mừng thầm, bởi vì nếu Lăng Thiên phế Giang U Nguyệt, điều này chứng minh con trai hắn còn sống. Thậm chí, trong lòng hắn cũng đang nghĩ, có phải mệnh bài xảy ra vấn đề nên tự bị vỡ nát. Cảm nhận được sát ý trên người Giang Thiên Vân, trong nháy mắt Lăng Thừa Đạo tỉnh táo lại, hướng về phía Ngọc Bội nói, Giang Hiền Chất, ngươi có phải hiểu nhầm gì đó không, con ta làm sao lại phế tu vi ngươi? Lăng Thừa Đạo nói chưa dứt lời, lời nói của hắn liền hoàn toàn kích phát lửa giận vô tận của Giang U Nguyệt, ta nhận nhầm. Người giống nhau như đúc, khí tức hồn lực giống nhau như đúc, chiến hồn thiên hỏa kỳ lân giống nhau như đúc, người cảm thấy ta có thể nhận lầm sao? Lăng gia người khinh người quá đáng, cố ý mời ta đến, chính là để ứng phó ta sao? Thật sự cho rằng Giang gia ta dễ ức hiếp, chiến thần điện dễ ức hiếp. Không thể nào, mệnh bài Lăng Thiên đã bị vỡ. Hắn khẳng định xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi nhất định nhận lầm rồi. Lăng Thừa Đạo không chút do dự phủ định nói. Chẳng biết tại sao, giờ phút này trong lòng hắn lại hy vọng Lăng Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lăng gia hắn tuy mạnh, nhưng Giang gia cũng không phải dễ dàng đắc tội như vậy. Dù Giang gia không làm gì được Lăng gia hắn, nhưng chiến thần điện thì sao? Phải biết là Giang U Nguyệt bọn hắn có vẻ như đều là người chiến thần điện. Đúng là hắn xảy ra chuyện, bởi vì hắn đã hoàn toàn điên, nếu như không phải Vân Lạc Thần cứu ta, ta với 6 người khác đã chết. Thanh âm Giang U Nguyệt gào thét vang lên. Hắn hiện tại hận Lăng Thiên thấu xương, vốn dĩ hắn còn hạ thủ lưu tình, nhưng từ đầu đến cuối, lại bị Lăng Thiên đoạt mất chiến hồn. Hiện tại hắn đã là một tên phế nhân, trong nháy mắt từ chiến đế đỉnh phong rớt xuống, điều này khiến hắn làm sao cam tâm. Những người khác đều chết. Giang Thiên Vân cũng kinh ngạc vô cùng, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Lăng Thừa Đạo quát lên, hay cho một cái Lăng gia, uổng công ta muốn giúp ngươi diệt sát Tiêu Phàm, Lăng gia ngươi lại báo đáp như vậy. Thực sự là thứ lòng lang dạ sói, bắt đầu từ bây giờ, Giang gia ta cùng Lăng gia ngươi không chết không thôi. Vừa dứt lời, Giang Thiên Vân lập tức phẫn nộ đánh thẳng hướng Lăng Thừa Đạo, mặc dù hắn biết rõ Lăng Thừa Đạo đã là chiến thánh cảnh, hắn còn cách xa một bước mới tới chiến thánh. Chênh lệch giữa hai người rất lớn. Nhưng mà, Giang Thiên Vân lại không sợ hãi chút nào, Giang gia hắn không phải không có cường giả chiến thánh. Giang huynh, có chuyện gì nói chuyện đã? Lăng Thừa Đạo tự nhận là đối lý, đâu dám động thủ với Giang Thiên Vân. Hơn nữa, 7 người đi theo Giang U Nguyệt vào, bây giờ chỉ còn lại một người, những người này đều là người dự tuyển chiến hồn điện. Nếu như chiến hồn điện biết việc này, Giang gia dù có sai, nhưng Lăng gia hắn càng không thoát khỏi can hệ. Còn nói cái gì được nữa, nộp mạng đi. Giang Vân Thiên căn bản không cho Lăng Thừa Đạo cơ hội phản bác, trưởng cương trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Lăng Thừa Đạo. Lăng Thừa Đạo tất nhiên không thể đứng im chịu chết, có điều cũng không dám dùng toàn lực, đành dùng một trưởng nghênh lên. Oanh, hồn lực ba động đáng sợ mãnh liệt tứ phương, hư không nổ vang liên tục, tiểu viện chỗ hai người trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay sau đó hai thân ảnh phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra, ai dám dương oai tại Giang gia ta? Làm càn, từng tiếng gầm thét từ bốn phương tám hướng vang lên, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay vụt tới. Lúc bọn hắn nhìn thấy hai thân ảnh trên không trung, tất cả đều trợn tròn mắt. Kia không phải gia chủ Lăng gia Lăng Thừa Đạo à? Gia chủ tại sao đánh nhau cùng hắn, trước đó không phải bọn hắn còn cùng nhau chống đối Tiêu Phàm sao? Không hiểu, tất cả mọi người nghĩ không ra, hai người dù sao cũng là nhân vật danh chấn vô song thánh thành, lời nói cũng chỉ giống như đánh giám à, đồng minh liền dễ dàng tan rã như vậy. Giang huynh, ngươi nghe ta giải thích, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Lăng Thừa Đạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Không đơn giản như vậy, con trai ngươi phế U Nguyệt cùng Lăng gia ngươi không cừu không oán, chẳng lẽ con ta lại hãm hại Lăng Thiên? Giang Vân Thiên phẫn nộ tới cực điểm. Hắn chỉ có người con trai này, vốn cho là Giang U Nguyệt có thể tiến vào chiến thần điện, hơn nữa rất có khả năng đột phá chiến thánh cảnh làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà hiện tại, Giang U Nguyệt lại bị Lăng Thiên phế tu vi, điều này khiến Giang Vân Thiên làm sao không giận. Đừng nói trở mặt với Lăng Thừa Đạo ngươi, cho dù phải cùng Lăng gia ngươi khai chiến ta cũng không tiếc. Cái gì, U Nguyệt bị Lăng Thiên phế? Một đám trưởng lão Giang gia nghe vậy, lập tức giận tím mặt,
sát khí đáng sợ từ trên người bọn hắn nở rộ ra. Trong đó có một lão già, khí tức trên người vô cùng to lớn, so với Lăng Thừa Đạo còn cường đại hơn mấy phần. Lăng Thừa Đạo thấy thế, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi, nếu như tiếp tục ở lại đây, đoán chừng hắn rất có khả năng sẽ thua. Nếu Lăng Thiên không sao, vậy hắn cũng yên lòng. Nghĩ vậy, Lăng Thừa Đạo xoay người chạy, chỉ cần trở lại Lăng gia, coi như khai chiến với Giang gia thì thế nào. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp giết Giang U Nguyệt cùng Vân Lạc Thần kia mới được. Như vậy, dù Chiến Thần Điện biết rõ bọn Giang U Nguyệt tiến vào sát lục cổ địa, cũng sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh có quan hệ tới Lăng gia ta. Nhưng Giang gia nhất định không thoát khỏi can hệ. Chiến Thần Điện đã nghiêm cấm người Chiến Thần Điện tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Lăng Thừa Đạo vừa đào tẩu vừa nghĩ thầm. Trốn đâu, người Giang gia đuổi đánh tới cùng, không chút do dự đi lên truy sát. Tu sĩ vô song thánh thành thượng trọng thiên khác nhìn thấy tu sĩ Giang gia trên không trung cấp tốc bay xuyên, tất cả đều trợn tròn mắt. Kia hình như là gia chủ Lăng gia đi, những người phía sau kia hình như là Giang gia. Tại sao ta cảm giác bọn họ đang truy sát gia chủ Lăng gia nhỉ? Đám người kinh ngạc nhìn không trung, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trong sát lục cổ địa, Vân Lạc Thần nghe được âm dương tử mẫu ngọc truyền đến từng đợt thanh âm phẫn nộ, cũng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, Lăng gia cùng Giang gia liền đánh nhau rồi. Điều này hoàn toàn vượt qua dự liệu của Vân Lạc Thần, vốn dĩ hắn cho rằng sự tình dạng này còn phải đợi sau Nam Vực Đại Bỉ mới có thể phát sinh. Không nghĩ tới bây giờ đã bắt đầu rồi. Lại nhìn về phía Giang U Nguyệt đang phẫn nộ không thôi, Vân Lạc Thần oán thầm một hồi, Giang U Nguyệt, Giang gia cực đại có lẽ liền bại trong tay ngươi rồi. Chuyện Giang gia cùng Lăng gia đánh nhau, Tiêu Phàm lại không hề biết, hắn đắm chìm trong đột phá U Linh chiến hồn. Tầm nửa ngày sau mới mở mắt, trong con người bắn ra hai tia lạnh lẽo, lạnh như điện như kiếm, sắc bén vô cùng, trực tiếp phá toái hư không. Hồn lực vòng xoáy trong U Linh chiến hồn mặc dù biến mất, nhưng ta bây giờ, thân thể tương đương một hồn lực vòng xoáy siêu cấp, tốc độ thôn phệ hồn lực so với hồn lực vòng xoáy nhanh hơn gấp mấy lần. Tiêu Phàm cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, lộ ra vẻ hài lòng. Hơn nữa, U Linh chiến hồn mặc dù tan trong huyết mạch, nhưng hắn vẫn có thể tùy thời triệu hồi ra U Linh chiến hồn. Chỉ là mỗi khi Tiêu Phàm muốn triệu hồi ra U Linh chiến hồn, sâu trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, tốt nhất đừng triệu hoán U Linh chiến hồn ra, bằng không sẽ thêm một vài phiền phức không tưởng được. Loại cảm giác này rất quỷ dị, nhưng mà Tiêu Phàm lại hết sức tin tưởng linh cảm của bản thân, bởi vì linh cảm của hắn đã từng nhiều lần cứu mạng hắn. Với thực lực hiện tại của ta, coi như không triệu hoán U Linh chiến hồn, cũng có thể cùng Chiến Đế đỉnh phong chiến một trận. Huống chi, ta còn có mấy chiến hồn xích diễm Vân Long. Còn có tỏa hồn châu, chỉ đáng tiếc thiên hỏa kỳ lân cùng huyết sát U Nguyệt, bị U Linh chiến hồn thôn phệ, mà không phải là bị tỏa hồn châu thôn phệ. Tiêu Phàm thở dài. Chiến hồn mà U Linh chiến hồn thôn phệ đều trực tiếp biến thành chất dinh dưỡng U Linh chiến hồn, bị nó hấp thu tiêu hóa. Mà chiến hồn bị tỏa hồn châu thôn phệ, lại tương đương với trực tiếp ăn cắp chiến hồn, đây là điểm hoàn toàn khác biệt. Một điểm khác biệt nữa là... Sau khi U Linh chiến hồn thôn phệ chiến hồn, có thể biến ảo thành chiến hồn kia, cơ hồ không có bất kỳ dị dạng nào. Mà sau khi tỏa hồn châu thôn phệ chiến hồn, lại có thể rót chiến hồn vào bên trong hồn hải một tu sĩ khác. Nếu nắm giữ hai chiến hồn này thì năng lực cực kỳ nghịch thiên. Nếu như Tiêu Phàm nguyện ý, có thể khiến cho bất cứ ai cũng có thể là người sở hữu song sinh chiến hồn. Đương nhiên, tỏa hồn châu cũng không phải vạn năng. Liền tựa như hư ảnh xích diễm Vân Long, sau khi biến thành Tiêu Phàm chiến hồn liền không thu về được nữa. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn chuẩn bị đem 6 hư ảnh khác cũng biến thành chiến hồn của bản thân, về sau ngẫm lại rốt cuộc vẫn từ bỏ. Hắn cho dù có thêm 6 chiến hồn thì tốc độ tu luyện cũng sẽ không phát sinh cải biến quá lớn, dù sao, vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn cũng không phải cửu phẩm chiến hồn phổ thông có thể so sánh. Nhất là U Linh chiến hồn. Từ sau khi hòa làm một thể cùng huyết mạch hắn, Tiêu Phàm luôn cảm giác U Linh chiến hồn so với vô tận chiến hồn còn biến thái hơn rất nhiều. Tiêu Phàm dứt khoát để 6 chiến hồn còn lại lưu làm dự bị, đến thời điểm thích hợp sẽ đưa cho người cần, chẳng hạn như Vân Khê, Quan Tiểu Thất. Mặc dù ta không thể có thêm chiến hồn thứ 3, nhưng những người khác chưa chắc. Tiêu Phàm càng nghĩ nhiều,
sau đó thần sắc lại trở nên ngưng trọng, còn có khoảng thời gian một tháng, coi như ta đạt đệ nhất, ta cũng phải đối mặt Diệp gia, chỉ dựa vào cảnh giới chiến đế trung kỳ này, còn không phải đối thủ Diệp gia. Hắn hiện tại mặc dù đã lĩnh ngộ tam trọng tu la ý chí, nhưng mà bất hủ ý chí vẫn dừng ở nhị trọng, Tiêu Phàm cũng không muốn lập tức đột phá. Bất hủ ý chí mặc dù về chiến đấu không thể bằng tu la ý chí, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn cảm thấy bất hủ ý chí rất bất phàm, nếu lĩnh ngộ tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hít sâu mấy hơi, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phương xa, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, chậm chạp nói, mảnh sát lục cổ địa này chắc là cũng tồn tại kỳ ngộ. Trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập khát vọng đối với thực lực, hắn luôn cố gắng mạnh lên, nhưng mà địch nhân hắn phải đối mặt cũng ngày càng mạnh, chỉ dựa vào thực lực hiện tại còn xa không phải là đối thủ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, tâm thần dẫn ra tỏa hồn châu, lúc này, Tiêu Phàm lần nữa mở hai mắt ra, con ngươi nhìn phương xa nói ám dực, đi theo ta. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, cấp tốc lao đi về phương xa, ám dực hít sâu một cái, cũng lách mình biến mất tại chỗ. Hai bóng đèn ảm đạm cấp tốc đi qua rừng sâu, rất nhanh liền ra khỏi rừng, một mảnh bình nguyên mênh mông tiến vào tầm mắt hai người. Hai bóng đen đột nhiên dừng lại. Hồn lực Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, lại không phát hiện bất luận bóng người nào, sau đó lại cảm ứng đến một sợi hồn lực biến hóa bên trong tỏa hồn châu, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía xa. Có khí huyết tinh. Đột nhiên, ám dực lông mày nhíu lại, đề phòng nhìn bốn phía. Người muốn tìm cái chết thật là nhiều. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, một cỗ sát ý lặng lẽ từ trên người hắn nở rộ ra. Sau đó tựa như tia chớp bay đi về hướng bình nguyên. Cách đó mấy chục dặm, hai thân ảnh đang cấp tốc chạy vội, không phải, nói cho đúng là ba thân ảnh, nhưng có một thân ảnh mà người bình thường căn bản nhìn không thấy. Ha ha, nhị ca, hôm nay giết thật thống khoái, ta đã giết 11 người. Một thanh niên áo bào xanh trong đó cười ha ha, cười vô cùng càn rỡ. Thanh niên áo bào xanh không phải ai khác, chính là Quan Tiểu Thất. Một người khác chính là Bàn Tử, còn về thân ảnh nhìn không thấy kia, ngoài Sở Phiền còn có thể là ai. Thật không nghĩ tới, Độc Cô Trường Phong cùng Công Tôn Giả vậy mà cũng muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Mặc dù được hai lôi viêm long quả, đáng tiếc, một kích không giết chết được Độc Cô Trường Phong. Sắc mặt Bàn Tử khẽ hơi trầm xuống, khí tức trên người hắn càng ngày càng cuồng bạo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Cảm nhận được hồn lực ba động trên người Bàn Tử, Quan Tiểu Thất hơi hơi động dung, trong mắt cũng lóe qua một tia tha thiết, cười nói, may mà ta không nuốt lôi viêm long quả kia, đến nhị ca còn không chịu được, ta đoán chừng sẽ bị no bạo. Nhị ca, nếu như ngươi không kiên trì nổi, vậy ở đây đột phá đi, nơi này giao cho ta cùng Sở Phiền là được. Tiểu gia hỏa hiện tại cũng là chiến đế tiền kỳ, nếu đánh lén, dù là chiến đế hậu kỳ cũng có thể chém giết. Ta còn có thể kiên trì được, Bàn Tử cắn răng nói. Rất hiển nhiên, hắn đã đến biên giới đột phá. Trên người hắn, lôi điện quanh thân đan xen, cuồng bạo tới cực điểm, hư không phát ra từng tiếng nổ lốp bốp đùng đoàng, vô cùng đáng sợ. Lần này xem các ngươi chạy đi đâu. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh truyền đến, lại thấy phía trước hai người cách khoảng mấy chục trượng, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, người cầm đầu chính là Độc Cô Trường Phong, hắn đang lạnh lùng nhìn Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất thấy thế, vội vàng ngừng lại, thay đổi phương hướng, muốn tìm một hướng khác để rời đi. Nhưng mà mấy hướng khác cũng đều xuất hiện mấy bóng người, tựa như bọn hắn đã sớm đoán được Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất sẽ chạy trốn từ hướng này. Tiểu Thất ca ca, cho ta một nửa lôi viêm long quả, ta giúp ngươi giết Độc Cô Trường Phong kia. Sở Phiền nhe răng cười nói, thanh âm hắn cũng chỉ có Quan Tiểu Thất có thể nghe được. Nhiều người như vậy. Ngươi có thể giết được mấy người? Quan Tiểu Thất cau mày một cái, sau đó nhìn về phía Bàn Tử truyền âm nói, nhị ca, chiến thuật cũ. Bàn Tử gật gật đầu, hai người lưng tựa lưng nhìn bốn phía, chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Bàn Tử chết tiệt, thật sự là còn chạy được, chỉ cần ngươi giao lôi viêm long quả ra, sau đó quỳ trước mặt ta dập đầu nhận lỗi, ta có thể không giết ngươi. Cũng đúng lúc này, Độc Cô Trường Phong thần sắc lạnh lẽo nhìn bọn Bàn Tử quát. Bàn Tử thần sắc lạnh lẽo, trong mắt lóe qua vẻ khinh thường, vừa chuẩn bị động thủ, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên, dập đầu nhận lỗi. Sợ ngươi không chịu đựng nổi,
3 phút trước đó, ở một phương hướng vây giết Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất, đứng đấy 6, 7 bóng người, cầm đầu lại là Công Tôn Dạ, sát khí hắn nặng nề nhìn Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Nhị ca, lão tổ đã nói, chúng ta không thể đối địch với Tiêu Phàm, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc đó. Công Tôn Lôi sau lưng Công Tôn Dạ khuyên nhủ, thần sắc có chút bận tâm. Hắn sớm đã sợ Tiêu Phàm đến mất mật, nhất là những ngày qua, Tiêu Phàm càng nháo càng lớn, đến cả hai nhà Lăng Băng Điệp đều bị hắn giết, còn cái gì mà Tiêu Phàm không dám làm chứ? Lão Tổ nói là không được đối địch với Tiêu Phàm, chẳng lẽ ta bây giờ đang đối địch với Tiêu Phàm sao? Bọn hắn đâu phải Tiêu Phàm, trừ phi bây giờ Tiêu Phàm xuất hiện, bằng không bọn hắn nhất định phải chết. Công Tôn Dạ thần sắc lạnh lùng, căn bản không thèm để ý lời nói của Lão Tổ Công Tôn gia tộc. Lần trước bị Tiêu Phàm một tay đập choáng, đây là sỉ nhục mà Công Tôn Dạ hắn cả một đời cũng không rửa được, hắn hận thấu xương đối với Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên truyền đến một thanh âm, dập đầu nhận lỗi. Chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi. Nghe lời này, người thứ nhất phản ứng kịp không phải Công Tôn Dạ, cũng không phải Độc Cô Trường Phong, mà là Công Tôn Lôi, hắn bị dọa đến trực tiếp rút lui mấy bước. Tiêu Phàm đến. Công Tôn Lôi kinh hoàng liếc nhìn tứ phương, cuối cùng một điểm đen trong con mắt hắn nhanh chóng lớn dần, từ bình nguyên đằng xa kích xạ đến. Lão Tam Tam ca, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất hơi kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, mặc dù bọn hắn không e ngại những người này, nhưng có Tiêu Phàm thì cũng an tâm hơn nhiều. Người tới chính là Tiêu Phàm, cũng chỉ có một mình hắn. Ám Dực sớm đã chui vào trong rừng cây bên cạnh, nơi này vừa hay là điểm giao giữa bình nguyên và rừng rậm. Đây cũng là nguyên nhân hai người Độc Cô Trường Phong cùng Công Tôn Dạ ở đây phục sát bọn hắn. Tiêu Phàm, người vậy mà không chết. Độc Cô Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm, lông mày vặn thành hình chữ xuyên. Hắn biết rõ, Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt mang theo 7 tu sĩ chiến đế đỉnh phong đi vây giết hắn, vậy mà hắn còn có thể xuất hiện ở nơi này. Không cần nghĩ cũng biết, Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt xảy ra chuyện gì rồi. Chỉ là Độc Cô Trường Phong không tin Tiêu Phàm vậy mà cường đại đến cấp độ này. Thế nào, người ước gì ta chết sao? Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, Độc Cô Trường Phong này mặc dù không yếu, nhưng căn bản không để vào mắt Tiêu Phàm hắn. Đến Lăng Thiên còn có thể giết chết, Độc Cô Trường Phong còn yếu hơn Lăng Thiên nhiều, nếu như hắn không có át chủ bài gì, Tiêu Phàm muốn giết hắn cũng không khó. Tiêu Phàm, ta với ngươi lúc đầu không oán không cừu. Nhưng huynh đệ ngươi cướp cửu phẩm lôi viêm long quả của ta cùng Công Tôn Dạ. Chỉ cần bọn hắn trả lại lôi viêm long quả cho chúng ta lập tức đi ngay. Độc Cô Trường Phong mị mị hai mắt nói. Công Tôn Dạ trầm mặc không nói, hắn đối với Tiêu Phàm có loại kiêng kỵ phát ra từ sâu trong thần hồn, có thể dùng một chưởng đánh hắn choáng, hắn khó có thể địch lại được thực lực Tiêu Phàm. Có điều khi hắn nhìn thấy tự tin trên người Độc Cô Trường Phong, Công Tôn Dạ cũng cắn răng nói. Không sai, chỉ cần trả lại lôi viêm long quả cho ta, ta cũng lập tức rời đi. Tam ca, người đừng nghe bọn hắn nói bậy, lôi viêm long quả này rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trước, bọn hắn muốn cướp của chúng ta, chỉ là về sau bị nhị ca cướp lại được mà thôi. Quan Tiểu Thất không chút do dự nói. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng bình tĩnh, từng bước một đi đến hướng Độc Cô Trường Phong, sát ý lạnh như băng trên người nở rộ ra. Tiêu Phàm, người muốn làm gì? Độc Cô Trường Phong bị khí thế trên người Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Muốn làm gì, ngươi vừa rồi không phải bảo nhị ca ta dập đầu nhận lỗi sao? Hiện tại lại xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Đừng nói lôi viêm long quả kia là huynh đệ ta nhìn thấy trước, cho dù không phải, bây giờ cũng ở trong tay bọn hắn, không phải trong tay ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí vô cùng bá đạo. Ngươi, Độc Cô Trường Phong nhất thời không biết nói gì. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thế nhưng là một gia hỏa ăn mềm không ăn cứng, nếu chống đổi với hắn, gia hỏa này thực sự chuyện gì cũng có thể làm ra được. Được, Tiêu Phàm, lần này coi như ta chịu thiệt. Độc Cô Trường Phong cắn răng nói, hất áo bào lên liền quay người rời đi. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng vang lên lần nữa, hư không đều lạnh cả lên. Thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể giữ chân nhiều người như chúng ta lại sao? Khóe miệng Độc Cô Trường Phong hiện ra một vòng cười lạnh, một câu liền biến tất cả người ở đây thành kẻ địch của Tiêu Phàm. Có gì mà không thể, nhưng mà Tiêu Phàm lại cười nhạt một tiếng. Đám người nghe vậy,
thần sắc tất cả đều ngưng trọng lên, cái tên Tiêu Phàm bọn hắn đều nghe nói qua, nhất định chính là hung thần. Ha ha, Tiêu Phàm, người vừa mới đắc tội Lăng gia, hiện tại chẳng lẽ lại muốn là kẻ địch của Độc Cô gia tộc ta, người phải cân nhắc một chút hậu quả nếu giết ta. Độc Cô Trường Phong cười gần nói, ngữ khí vô cùng khinh thường. Ta không cần thiết phải biết. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, lách mình liền đánh tới Độc Cô Trường Phong. Ông, quanh thân Độc Cô Trường Phong cuồng phong gào thét, phía sau hắn đột nhiên mọc ra một đôi cánh hồn lực, thời khắc hai cánh rung động, tốc độ của hắn lập tức bạo tăng, cấp tốc thối lui về phương xa. Trong quá trình thối lui, hắn hét lớn, mọi người chia ra trốn, hắn không giết được tất cả mọi người chúng ta. Nếu ta chết, mong các vị nói cho Độc Cô gia tộc ta biết, ta bị Tiêu Phàm giết chết. Không hay rồi, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất hai người thấy thế, lập tức đánh về bốn phía. Thật đúng là ồn ào. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, đấu tốc độ cùng ta à, dù ngươi có hai cánh thì thế nào. Phốc phốc, cũng đúng lúc này, trong đám người đột nhiên bắn ra mấy tia lợi mang, tốc độ nhanh vô cùng, có mấy tu sĩ vừa chuẩn bị lẩn vào trong rừng, tất cả đều một kích mất mạng. Cái gì, vẫn còn người? Đám người kêu sợ hãi, kinh hoàng nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn số người mặc dù không ít, nhưng mà thực lực mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế sơ kỳ, cũng không phải là mỗi người đều có thể so sánh với Thánh Thành Bát Tuấn. Như bọn Giang U Nguyệt cùng Vân Lạc Thần thì lớn hơn một khóa so với bọn Tiêu Phàm, nếu như không phải Giang Thiên Vân, bọn hắn căn bản không có khả năng trà trộn vào đây được. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy bóng dáng nào thì đã có mấy người mất mạng, trong những người này, đoán chừng cũng chỉ có Công Tôn Dạ, Bàn Tử cùng số ít người biết phát sinh chuyện gì. Nơi đó có một đạo hắc ảnh, đang nhanh chóng lấy đi tính mạng bọn họ, căn bản không có bất kỳ lưu tình gì. Tiêu Phàm, người chính là ác ma giết người không chớp mắt. Độc Cô Trường Phong thực sự sợ hãi, những người này nếu như đều chết hết, dù Tiêu Phàm giết chết hắn, cũng không có ai biết được, vậy không phải hắn chết vô ích sao? Ác ma, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, những người vô song thánh thành các ngươi thật đúng là ra vẻ đạo mạo, thật sự cho rằng giả bộ hồ đồ, thì cái gì ta cũng không biết sao? Cái gì lôi viêm long quả, lấy cớ thế này cũng thật quá thối nát, ngươi và Công Tôn Dạ, còn có người lôi ra đến giết huynh đệ ta, sau đó Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt dẫn người đi truy sát ta. Đáng tiếc, có vẻ như kế hoạch của các ngươi thất bại rồi. Vậy mà ngươi đều biết hết, Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt đâu? Độc Cô Trường Phong kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, không nhanh chóng thối lui về nơi xa nữa. Cũng không biết làm sao Lăng Thiên nổi điên lên, hắn phế Giang U Nguyệt. Sau đó Lăng Thiên cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Chết, bọn hắn bị ngươi giết. Phản ứng đầu tiên của Độc Cô Trường Phong chính là Tiêu Phàm giết Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt. Con mẹ nó, ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Là Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt tự giết lẫn nhau. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, tốc độ bỗng tăng vọt, hắn không muốn tiếp tục dài dòng với Độc Cô Trường Phong nữa. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới. Thần sắc Độc Cô Trường Phong khẽ biến. Mặc dù Tiêu Phàm luôn miệng nói Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt tự giết lẫn nhau, nhưng trong lòng hắn lại nhận định Giang U Nguyệt cùng Lăng Thiên đã bị Tiêu Phàm giết chết. Dù hai người thực sự là tự tương tàn giết nhau, vậy nguyên nhân cũng là bởi vì Tiêu Phàm, điểm này hắn không hề hoài nghi. Ta ngược lại muốn thử một chút xem Tiêu Phàm ngươi có khủng bố như vậy không. Trong lòng Độc Cô Trường Phong lạnh rên một tiếng đánh thẳng hướng Tiêu Phàm, một kiếm chạm xuống. Hắn thấy, Tiêu Phàm tay không tấc sắt, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cũng đúng lúc này, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một cây gậy gỗ, nhìn sơ qua, gậy gỗ hiện lên hình kiếm, phía trên một vài đường vân rườm rà che kín. Hồn văn sao, nhìn thấy những đường vân này, Độc Cô Trường Phong lông mày nhíu lại, có điều rất nhanh lại biến thành vẻ khinh thường. Một thanh kiếm gỗ, thế nào cũng không có khả năng chống lại cửu phẩm bảo kiếm trên tay hắn. Thân là con trai của gia chủ Độc Cô gia tộc Thần Binh Các, bảo bối trên người Độc Cô Trường Phong tất nhiên không ít. Người khác ở đây không mở ra được hồn giới, nhưng không có nghĩa là Độc Cô Trường Phong hắn không có thủ đoạn đặc biệt. Sau một khắc, vẻ khinh thường trên mặt Độc Cô Trường Phong bỗng cứng đờ. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang nở rộ tại hư không, tản ra khí tức tuyệt thế sắc bén, xông thẳng đến phía hắn. Kiếm hồn điêu trong tay Tiêu Phàm tất nhiên không thể chống lại cùng cửu phẩm hồn binh,
nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không cho Độc Cô Trường Phong cơ hội kháng lại. Phốc phốc, hai kiếm khí va chạm trên không, kiếm khí đáng sợ xé tan hư không, thân là chiến đế cảnh, cho dù không cần hồn binh, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Bây giờ Tiêu Phàm ý chí vô cùng cường đại, hồn lực chi kiếm ngưng tụ hồn lực, cũng không yếu hơn bát phẩm bảo kiếm bình thường, uy lực chém ra càng nhanh hơn mấy phần. Đương nhiên, nếu có hồn binh cấp cao, uy lực sẽ cường đại hơn không ít, tựa như Độc Cô Trường Phong, giờ phút này có thể chiến không phân trên dưới cùng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, có vẻ như ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, nếu không chuôi kiếm của ngươi, cùng cửu giai khôi lỗi thú kia, ở Vô Song Thánh Thành khối người có thể giết chết ngươi. Độc Cô Trường Phong cười ha ha, cực kỳ càn rỡ. Nhưng trong những người đó, chỉ ít không có ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng thốt ra một thanh âm, thân hình lần nữa tăng tốc, trực tiếp xuyên qua kiếm khí hải kia, xuất hiện ở gần Độc Cô Trường Phong. Tù hồn chỉ, một tiếng quát nhẹ, tay trái Tiêu Phàm bóp một cái, chỉ một thoáng, một ngón tay to lớn màu trắng xuất hiện ở không trung, hư không như bị phong cấm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm dùng một kiếm đâm về Độc Cô Trường Phong, thời khắc Độc Cô Trường Phong kinh biến, một kiếm vung ra. Phốc một tiếng. Bảo kiếm trong tay Độc Cô Trường Phong trực tiếp mở ra kiếm gỗ trong tay Tiêu Phàm dù có hồn văn ngăn cản, cũng chỉ kiên trì không quá một phút. Cửu phẩm hồn binh, Tiêu Phàm híp hai mắt, lúc thấy bảo kiếm đánh tới tốc độ không mảy may giảm đi, trong mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kiên cố nồng đậm. Coi như người cũng có mắt nhìn, đáng tiếc lúc này đã trễ. Khóe miệng Độc Cô Trường Phong nhếch lên, tựa như đã thấy cảnh tượng Tiêu Phàm đền tội dưới kiếm hắn, trong lòng không kìm được cười phá lên. Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm liên tiếp đánh bại Lôi Hạo, Tô Mạch Hàn, Công Tôn Dạ, vậy mà chết ở trên tay mình, trong lòng Độc Cô Trường Phong liền kích động vô cùng. Chỉ là không đến vài giây sau, nụ cười trên mặt Độc Cô Trường Phong trong nháy mắt ngưng kết lại, con người đột nhiên run lên kịch liệt. Chỉ thấy một bàn tay của Tiêu Phàm đột nhiên nắm lấy bảo kiếm trong tay hắn, máu tươi chảy ra, nếu đổi lại là một người khác, đoán chừng bàn tay sớm đã bị một kiếm chặt đứt. Nhưng mà tay của Tiêu Phàm chẳng những không bị chặt đứt, hơn nữa còn ngăn cản thế công của bảo kiếm, điều này khiến Độc Cô Trường Phong không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nếu như cơ thể người có thể ngăn cản sự sắc bén của hồn binh, vậy còn cần hồn binh làm gì? Nhất là bảo kiếm trong tay hắn lại chính là cửu phẩm hồn binh, bảo kiếm mà đến cả thân thể chiến thánh cảnh còn có thể chém giết, làm sao lại để một tên tu sĩ chiến đế cảnh lăng không tiếp được chứ? Má, tay không tiếp kiếm sắc. Nơi xa, Công Tôn Lôi nhìn không được giận mắng một tiếng, hai chân như nhũn ra, Công Tôn Oanh cũng chẳng khá hơn. Công Tôn Giả cũng trợn tròn mắt, hắn biết rõ thực lực Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng hiện tại đâu chỉ là mạnh, đây chính là biến thái. Vốn dĩ bọn hắn coi là Tiêu Phàm tay không tấc sắt sẽ chỉ là đối tượng để Độc Cô Trường Phong đồ tể mà thôi. Nhưng hiện tại, hoàn toàn trái ngược lại. Dù trên người không có vật gì, dù tay không tấc sắt, Tiêu Phàm cũng biến thái như vậy. Nhị ca, chạy mau. Công Tôn Lôi lấy lại tinh thần, quát to một tiếng. Hồng hộc, lời nói chưa dứt, mấy đạo lợi mang từ trong hư không vang lên, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực mấy người Công Tôn gia tộc, trong hư không xương máu lượn lờ. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh cúi đầu nhìn máu tươi chảy ra trên ngực, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hai người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bản thân luôn không muốn đối địch với Tiêu Phàm, nhưng quả thực lại bị Công Tôn Dạ mang đến một con đường chết chóc, cuối cùng vẫn chết ở trong tay Tiêu Phàm. Tự tìm cái chết, chỉ có một mình Công Tôn Dạ phản ứng kịp, trường kiếm trong tay nghênh không chém một cái, ngăn trở một kích tất sát. Độc Cô Trường Phong, đa tạ bảo kiếm của ngươi. Nơi xa, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thân thể lách ra, sau đó bàn tay hóa thành móng vuốt sắc, chộp tới hướng cổ họng của Độc Cô Trường Phong. Tên điên, sắc mặt Độc Cô Trường Phong đại biến, quát lạnh một tiếng, hắn ra sức rút bảo kiếm trong tay ra, nhưng mà căn bản bất phi sở động. Tay Tiêu Phàm gắt gao giữ lấy chuôi kiếm này. Thấy móng vuốt Tiêu Phàm sắp tới gần Độc Cô Trường Phong, sắc mặt Độc Cô Trường Phong hung ác, chân đạp thân pháp chiến kỹ liền bỏ chạy về nơi xa, tốc độ đạt tới cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng. Khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười mỉm. Tựa như sớm đoán được Độc Cô Trường Phong sẽ làm như vậy, tay phải hắn dắt lấy một chuôi trường kiếm màu trắng sữa. Trên thân kiếm có một vài hoa văn đặc thù, hơn nữa kiếm thể cũng không bóng loáng,
ngược lại giống như dùng đá rèn luyện thành. Vừa rồi khoảng cách xa nên không nhìn cẩn thận, không nghĩ tới lại là thánh kiếm bản thạch. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bảo kiếm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thánh kiếm bản thạch, chính là cửu phẩm hồn binh, toàn thân dùng một loại đá đặc thù chế tạo thành, loại đá này nước lửa không thể xâm phạm, kiên cố vô cùng, nặng như cả dãy núi. Dù trải qua ngàn năm vạn năm, cũng không có bất cứ biến hóa gì, bởi vậy loại đá này tên vạn niên bản thạch. Vạn niên bản thạch chế tạo thánh kiếm bản thạch cực kỳ nổi danh, cho dù trong cửu phẩm hồn binh cũng coi như cấp bậc đỉnh cao. Tiêu Phàm, trả thánh kiếm cho ta. Độc Cô Trường Phong gầm thét, Lôi Viêm Long quả không cướp được, bàn tử cùng Quan Tiểu Thất không giết được, hiện tại đến cả thánh kiếm bản thạch cũng mất, tổn thất của hắn quả thực quá lớn. Thần binh các ngươi có thật không ít đồ tốt, thánh kiếm bản thạch này ta liền vui vẻ nhận, còn về cái mạng ngươi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, dò xét bản thạch thánh kiếm một chút, sau đó sát cơ đột nhiên nở rộ, lao thẳng tới Độc Cô Trường Phong. Nắm giữ thánh kiếm bản thạch còn không làm gì được Tiêu Phàm, Độc Cô Trường Phong hiện tại đâu còn dám cùng Tiêu Phàm giao thủ. Hai cánh hồn lực phía sau hắn rung động một cái, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ có một thanh âm phẫn nộ truyền đến. Tiêu Phàm, thánh kiếm tạm thời để chỗ ngươi, lần sau ta nhất định sẽ đòi lại, đòi cả cái đầu ngươi nữa. Chạy, Quan Tiểu Thất một tiễn bắn giết một người, đột nhiên ngẩng đầu cười lạnh nhìn Độc Cô Trường Phong bỏ chạy, định bắn một tiễn. Bỏ đi, Độc Cô Trường Phong nắm giữ một loại thân pháp bí kỹ, muốn giết hắn không dễ đâu. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía một số người nơi xa còn sống, thoáng hiện ý nghĩ giết sạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.